nào mà là mới vào hay là trước Tết mọi người cúp hai tuần cuối á, mọi người cúp hơi nhiều nha mọi người ơi. Nên mọi người về coi giùm mình bốn cái clip về môn quyền lực đó bạn. Bốn clip môn quyền lực là đủ cho các bạn có thể xài để chúng ta kiểm tra giữa kỳ rồi. Và lúc kiểm tra giữa kỳ mình sẽ ôn kỹ hơn phần này lại được không ạ? À? Rồi hôm nay mình sẽ ôn tập sơ sơ đầu giờ phần môn quyền lực một tí nha bạn, các bạn phụ ôn ha. Và sau đó mình qua chương mới cho các bạn khi năng lượng là chương trọng tâm học kỳ. Bởi vì chương năng lượng này giữa kỳ sẽ có một câu cuối cùng và cuối kỳ cũng sẽ có một câu chương năng lượng, chắc chắn điều đó các bạn không nghe các bạn. Rồi cho nghe mọi người. Vậy bây giờ đầu tiên môn quyền lực là gì các bạn? Chúng ta học cái chương số 5 là chương gì các bạn nhớ không? Tên gọi chương gì mọi người? Điều kiện các bạn. Điều kiện cân bằng. Đó, cái điều kiện cân bằng mà cơ bản chúng ta học á là điều kiện của một vật đứng yên. Một vật đứng yên khi nào mọi người? Hồi nè. Vật ngồi đứng yên khi nào? Ok, trả lời giùm cảm ơn nha. Hợp lực bằng không, ok. Nhưng mà ngoài ra, nó còn có một cái điều kiện nữa. Là điều kiện gì các bạn? Điều kiện về sự gì của vật các bạn? Sự sự quay của vật hả mọi người? Nên chúng ta mới học một cái đại lượng. Đó là môn quyền lực. Rồi, ôn xíu mọi người ơi. Vậy môn quyền lực là đại lượng đặc trưng với gì các bạn? Tác dụng các bạn. Tác dụng quay của một lực lên một vật. Đó bạn, mọi người nhớ cánh cửa không? Đó là mọi người chỉ cần nhớ ví dụ cánh cửa là mọi người hiểu thế nào quay lực liền. Mình đẩy cửa, mọi người tay nắm cửa nắm đâu? Nắm ngoài nắm trong. Nắm ngoài nắm trong. À luôn luôn đặt tay nắm cửa nằm đâu bạn? Nằm ở ngoài. Bởi vì khi đó cái gì của chúng ta lớn các bạn? Cái này là cái gì lớn mọi người? Cái cánh tay đòn lớn. Đó bạn, nên khi đó mình mới dễ dàng đẩy cửa ra, đẩy cửa vô. Chứ không ai đặt tay nắm cửa sát ngay trục quay hết. Đó bạn. Do đó đây môn quyền lực mọi người ghi vô lại nhớ mọi người ơi. Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng quay của lực lên một vật hả bạn. Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng quay. Rồi môn quyền lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng quay nha, mình nhớ mọi người ơi. Rồi vậy môn quyền lực được xác định bằng biểu thức gì ạ? Ký hiệu quyền lực chữ gì các bạn? Chữ M, M bằng gì các bạn? M bằng gì đây? F nhân cho à, ok, F nhân cho D. Trong đó thứ mà mấy bạn dễ sai nhất đó là thằng nào các bạn? Thằng D. D này gọi là gì đây mọi người ơi? Gọi là cánh tay. Ok ha, gọi là cánh tay đỏ. Đó các bạn, được chưa? Lực á thì đơn vị của lực là gì các bạn? Đơn vị của lực là gì? Là Newton. Còn cánh tay đòn đơn vị là gì ạ? Mét. Nên đơn vị của môn lực chính là Newton nhân mét. Rồi bây giờ mọi người ơi, cánh tay đòn chúng ta nhớ là định nghĩa. Cánh tay đòn là gì? Là gì? Định nghĩa cái đòn gì? Không nhớ định nghĩa thì không bao giờ xác định được hết. Là gì? Khoảng cách từ trục quay đến đến cái gì đó của lực. Cái điều quan trọng nhất thì lại không nhớ là gì các bạn. Khoảng cách từ trục quay đến cái gì đó của lực mọi người, cái gì mọi người? Đến điểm đặt hả? Đến gì các bạn? Giá của lực hả? Bạn nhớ nha, đó là khoảng cách từ trục quay đó bạn, trục quay cho đến giá của lực. Rồi ok, được chưa bạn? Vậy giờ một ví dụ cho mọi người ơi. Ví dụ bây giờ cái điểm O của chúng ta là trục quay của mình. Đúng rồi, cái điểm O là trục quay. Cái này là có một cái trục quay này mọi người. Đúng rồi. Và bây giờ tự nhiên có một cái lực có hướng như thế này. Vậy lúc này cái cánh tay đòn của mình được xác định như thế nào mọi người? Từ O, khoảng cách từ đâu đó ạ? Từ đâu bạn? Phải từ điểm nào mọi người? Trục quay đến cái giá của lực. Mà giá chính là gì mọi người? Giá là gì mọi người? Giá là gì? Giá là giá trụng. Giá gì? Giá sao? Là gì các bạn? Nói chính là cái gì của lực mọi người ơi? Phương của lực. Đó bạn, đó là phương của lực ha mọi người. Nên ở đó từ đây mình chỉ cần công việc là mình làm gì các bạn? Hạ gì mọi người? Hạ một cái đường cao xuống. Và đây chính là gì các bạn ơi? Đây chính là gì các bạn? Cánh tay đòn. Nhớ chưa? Không được nhầm lẫn nha các bạn. Ok không ạ? Rồi và tiếp tục mọi người ơi. Về đó có mức xác định môn lực. Và quy tắc môn lực là gì các bạn?
Vậy thì để muốn một vật không bị quay dưới nhiều lực thì chúng ta có một quy tắc cân bằng về moment, hay người ta gọi là quy tắc moment. Quy tắc moment trừ mọi người chỉ theo hai kiểu ra từ trường nha. Trừ mọi người kiểu chỉ theo kiểu nào? Tổng này bằng tổng này hay là tổng tất cả bằng không? Cả hai cách luôn. Ok các bạn, rồi ok. Vậy giờ mình có hai cách. Đó là gì các bạn? Quy tắc moment là quy tắc khiến cho chúng ta một vật không thể quay dưới các lực. Vậy một vật muốn đứng yên thì mình học hồi nãy á, các bạn mới nói á là gì các bạn? Một vật đứng yên thì bây giờ là gì các bạn? Tổng hợp lực bằng mấy? Bằng không. Vậy quy tắc moment y chang nhưng không phải là tổng hợp lực nữa mà là tổng gì các bạn? Tổng các moment. Đúng các bạn? Bằng mấy? Bằng không. Được chưa mọi người? Tổng các moment bằng không à. Tuy nhiên ở đây thì cũng phải có hai chú ý nhỏ chúng ta cần nhớ. Có mấy thể loại moment trong một vật quay các bạn? Có mấy loại không? Hai. Một loại là đi theo chiều gì các bạn? Quay theo chiều dương mình chọn. Và loại thứ hai là quay theo chiều âm. Thằng quay theo chiều dương thì giá trị của nó là một giá trị dương, còn thằng âm thì là âm thôi. Có hai loại quay, và tí nữa mình vô ví dụ nó kỹ hơn các bạn. Rồi và từ cái moment này được không? Được vậy, nhớ vậy, nhớ chưa? Nhớ không? Ok. Rồi và từ cái moment này nha mọi người ơi, chúng ta sẽ có một cái nội dung á, đó là tác dụng làm quay của một cái hiện tượng đặc biệt. Đó là gì các bạn? Lái vô lăng ô tô. Đúng không? Người lái ô tô mình lái bằng hai tay thì khi mình kéo này lên mọi người, có phải sẽ có một cái lực sao bạn? Hướng sao bạn? Hướng xuống, và một lực sao bạn? Hướng lên. Hai lực này về mặt chiều như thế nào với nhau? Ngược chiều nhau. Đúng không bạn? Ngược chiều, nó có cùng phương với nhau không? Nhưng mà có nó nằm cùng giá không? Ok không? Nhìn các bạn. Vậy thì hai cái lực này nha, cùng phương, ngược chiều, độ lớn như nào với nhau các bạn? Bằng nhau, và đặt trên hai điểm đặt khác nhau của một vật. Và người ta sẽ gọi nó, cái cặp lực này mọi người ơi, nguyên một cái cặp này nè, gọi với mỗi tên đó là gì các bạn? Ngẫu lực ha mọi người. Rồi ok. Vậy thì bây giờ mình nhớ lại mọi người, ngẫu lực là gì? Ngẫu lực. Rồi, mọi người dễ quên lý thuyết lắm nha. Ngẫu lực chính là hệ hai lực. Đấy các bạn, hệ hai lực. Các bạn, hệ hai lực hay người ta gọi là một cặp lực các bạn. Cặp lực. Thứ nhất, song song không? Có song song không các bạn? Song song. Chiều dưới nào nhỉ các bạn? Ok, chiều ngược chiều. Nhưng độ lớn thì phải như nào ạ? Bằng nhau, hai lực này bằng nhau. Các bạn, người ta gọi là ngẫu lực. Và khi có ngẫu lực, một vật chắc chắn sẽ bị gì? Bị gì các bạn? Chắc chắn bị luôn mọi người ơi. Bị quay là chắc. Được chưa? Chắc chắn nha, chỉ cần có ngẫu lực thì chắc chắn các vật sẽ bị quay nha mọi người. Ok ha mọi người. Vậy mọi người nhớ một ngẫu lực rất dễ. Mình nhớ vô lăng. Còn không nhớ vô lăng, mọi người nhớ gì? Mọi người mấy cái giòi nước không? Dặn 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 mở mở ra. Mình mở mấy tay. Mình có ai mở nắm đầu mọi người mở vậy không? Có cũng được, hay là nó khó ha, người ta làm thay với bạn. Người ta cầm hai bên lên, một cái mình quay cái chiều này, cái quay cái chiều kia đó mọi người. Hai cái lực ngược chiều nhau. Ok các bạn, đó là ngẫu lực. Đúng rồi. Rồi vậy đây là cái khái niệm ngẫu lực ha mọi người. Rồi trước hết mình dừng ở đây đi mọi người, rồi mình sẽ nói kỹ hơn một tí. Vậy bây giờ mọi người xác định cho mình nhớ nha. Trước khi qua phần hợp lực song song một tí mình nói sâu. Nhưng mọi người nhớ dùm là cái quan trọng nhất của chúng ta là cái nào các bạn? Quy tắc gì đây? Quy tắc moment. Đúng rồi. Rồi mình nhớ là một ví dụ mà mình đã làm rồi các bạn, mình đã làm ví dụ này rồi nha. Bây giờ thầy có một trục quay ô. Nhớ này không? Trục quay ô. Rồi, vật này đang đặt ở vị trí này. Đó. Thằng này thì thanh này có khối lượng nên nó có gì mọi người? Nó có lực gì ở phía giữa. Lực gì ở phía giữa bạn? Ok, trọng lực B ở phía giữa. Được chưa? Và thằng này được kéo lên, được kéo lên với một cái lực như này. Ồ, này quen không? Quen không? Quen không? Quá quen. Đúng không ạ? Bây giờ để thanh này nằm yên cân bằng như vậy dưới tác dụng của hai lực này thì bây giờ người ta cho trọng lực B là 400 N. Được rồi, góc này là 60 độ đi. 30 độ đi. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Thôi 60 độ rồi mọi người. Vậy bây giờ hỏi lực F này là gì?
Tìm được không? Tìm được không? Đâu thử suy nghĩ à, tìm sao? Trọng lực B hướng lên trên xuống. Họ tìm được F này biết nó là 60. Thanh dài nhiêu hả? Thanh dài nhiêu không quan tâm. Biết rằng ở đây là cây điểm đặt là cây chính giữa này. Đúng không? Là ngay chính điểm. Rồi thử việc tại nhiêu. Mày. I don't have a calculator. Rồi thử rồi đây, thử suy nghĩ trước khi vô bài. Cô sẽ lấy thằng to quá vậy. Làm đi. 100. 100 nhiêu? 1/2 nhân 400. 100 đúng. Ủa sao sao 100 được? 200 chứ. Đúng không? 200 chứ sao 100 được? 200 là trung điểm. Nó hỏi lực ép mà nè, rồi trung điểm rồi, trọng tâm mà. Điểm đặt trọng lực còn yếu giữa. Bằng 100. Nhiêu lên mặt? 100 chứ. Ngó hả? Rồi ngó suy nghĩ bằng được. Bằng cảm nhận. Thôi giờ anh sửa luôn. Thôi cứ xin. Ra 100 hả? 100. Rồi ok rồi, bây giờ 100 hoặc 200 các bạn, rồi nhìn nha mọi người ơi. Rồi vậy bây giờ các bạn, bây giờ đối với quy tắc moment á, bước đầu tiên chúng ta cần làm là gì mọi người ơi? Bởi vì nãy mình nói là nó có hai loại cái moment quay. Một quay theo chiều này, hai quay theo chiều các bạn. Ngược lại. Nên bước đầu tiên ta làm gì các bạn? Chọn gì các bạn ơi? Chọn gì mọi người? Chọn chiều dương. Thì có hai loại chiều dương mọi người chọn. Một, mọi người đã chọn ngược chiều kim đồng hồ hoặc là với bạn cùng chiều kim. Mà thường thường người ta chọn gì biết không? Thường thường người ta chọn chiều ngược chiều kim. Đó bạn, chọn ngược chiều kim mọi người. Rồi thường thường người ta chọn chiều dương là ngược chiều kim. Tại sao ngược chiều kim? Bởi vì ngược chiều kim là chiều trong toán học là chiều gì mọi người biết không? Đó chiều lượng giác các bạn, rồi ngược chiều kim đồng hồ. Rồi ok. Chị thằng nào lực nào á mà quay theo cái chiều mà ngược chiều kim vậy nè thì moment nó dương, còn ngược lực nào mà ngược cái chiều này thì moment nó làm sao? Âm. Vậy ở đây mình có mấy thằng moment, mấy thằng, mấy lực lợn, mấy moment lợn? Hai. Bởi vì trục quay nó là ô đúng chưa các bạn? Vậy có phải ở đây chúng ta sẽ có theo quy tắc moment, từ quy tắc moment ta có thể thấy được rằng đó là moment của lực gì đối với gì các bạn? Lực gì đây? Moment của trọng lực. Nhớ ký hiệu mà. Đây là ký hiệu moment của trọng lực đối với trục quay là điểm điểm O. Các bạn MB đặt cái O là moment của trọng lực đối với trục quay là O. Được chưa? Cộng với gì các bạn? Moment của gì các bạn? Lực F đối với trục quay của O bằng mấy? Bằng không. Đúng không? Đúng vậy? Đâu à? Rồi bây giờ nhìn nè mọi người ơi, vậy thì bây giờ có hai lực nghĩa là có hai thằng moment. Được không? Vậy thì các bạn nhìn nè. Vậy đầu tiên á, theo mọi người nghĩ nha, thằng nào sẽ có giá trị dương, nghĩa là nó quay theo cùng chiều dương để chọn? Ai dương? F hay B dương? F. Bây giờ mọi người thấy F nè, nó đang cố gắng kéo vật lên trời này không? Là đang đi theo chiều dương dòng lên mọi người. Đúng vậy. Nên cho đó chắc chắn nè, mình có cái lực F là dương. Vậy thằng âm là thằng nào? B. Bởi vì chiều dương là chiều này, nhưng thằng B lại có xu hướng kéo cái thanh này sao bạn? Ngược xuống. Được không ạ? Được chưa bạn? Vậy do đó ở đây nếu chúng ta ghi là moment của B so với O ở đây á, thì ở đây phải có dấu gì đằng trước các bạn? Dấu trừ. Được rồi bạn? Nhớ chưa? Ở đây cái moment của B so với O nè, phải có dấu trừ đằng trước. Và ở đây nhân cái gì mọi người ơi? B nhân cho cánh tay đỏ. Cái tay đỏ là cái tay đỏ của B. Từ từ tính sau các bạn. Cộng cho F nhân cánh tay đòn vuông F bằng mấy vậy? Bằng không. Rồi. Bước khó nhất là bước cánh tay đòn. Chỉ cần xác định được cánh tay đòn là làm sao? Được không? Được rồi. Rồi ok. Chị bây giờ này hỏi nha. Cánh tay đòn của thằng F dễ là thằng làm trước các bạn. Cánh tay đòn của thằng F là chỗ nào mọi người? Lực F đây. Cánh tay đòn của thằng F chính là gì các bạn? Đọc là định nghĩa, cánh tay đòn là gì?
đọc lại định nghĩa các bạn, cánh tay đòn nghĩa các bạn, khoảng cách từ trục đến giá của lực mà được cái trục đây, lực đây, cái trục này nó là cái thanh này nè, và cái giá của lực này đang như thế nào bạn, vuông góc. Vậy khoảng cách từ đây mà kẻ vuông góc nó có phải chính là chiều dài của cái thanh này không? Đúng rồi, nó chính là chiều dài của thanh không? Vậy ở đây ta ghi F nhân cái gì các bạn? Ta ghi luôn là chữ L. Đúng rồi, bởi vì khoảng cách từ trục quay này đến cái phương này nè, chúng ta quý chiều dài này. Đúng không ạ? Vậy chỗ này dễ là L hả người? Cái khó là ở chỗ trục quay của thằng B. Rồi suy nghĩ ha, trục quay của B làm sao? Rồi trục quay của B là sao này? Đường sin. Sin 60. Sin tí cái đầu rồi sin. Rồi giờ sin hay cos? Sin tan. Sin chứ lại sin 60. Tan 60. Ủa đúng không? Sin tan 60. Dạ, Nam. Bây giờ cách tay đòn nghĩa là sao, đọc lại tôi nghĩa coi, cái đòn lại khoảng cách từ trục quay đến giá lực. Đúng rồi, là trục quay đâu đây, giá lực đâu đây, vậy khoảng cách có phải từ đây mình kẻ vuông góc xuống B không? Đúng không mày? Đúng chưa? Vậy là kẻ vuông góc xuống B nha, ngó lại là nữa nè, đừng lộn, trời ơi chưa gì nó mới vô lộn rồi. Từ đây mình kẻ vuông góc xuống, vậy thằng màu xanh này có phải chính là cái cánh tay đòn của thằng trọng lực B không? Đúng chưa? Vậy bây giờ mình muốn tính cái này theo chiều dài, có phải nguyên cái thanh này là L, vậy một cái nữa này là L chi mấy? L chi 2. Vậy cái bên này là hàm gì mọi người? Cạnh gì của góc 60? Cạnh gì các bạn? Cạnh kề. Nên nó là gì các bạn? Cos. Được chưa các bạn? Dễ đây là gì các bạn? Dễ đây mình ghi là cos 60 có phải là bằng kề là DB chi L phần 2 không? Đúng không ạ? Đúng không? Kề chi quyền. Vậy cái thằng DB này mình thay đó bằng nguyên tiếp cận là L chi 2 nhân mấy bạn? Nhân cos mấy? Nhân cos 60. Cái đấu này bằng mấy bạn? Bằng 0. Cos 60 là 1 phần 2. Đúng chưa? Cos 60 là 1 phần 2. Rồi, vậy thì ở đây là 1 phần 2 nhân 1 phần 2 là bằng trừ B phần mấy bạn? Trừ B phần 4 cộng F bằng mấy? Bằng 0. Bởi vì L với L giống nhau mình triệt tiêu đi hết. Được không nhở? L bên này nè, chiều dài L, L là biến mất, triệt tiêu hết. Vậy cos 60 là 1 phần 2 nhân 1 phần 2 mình được ở đây là 1 phần 4 B. Được không bạn? Còn lực F này để đi, F ở đây. Vậy từ đây người ta hỏi F, vậy F bằng B chia 4 bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 1 100 gì tờ 200. Cái này nó 200. Phải là 200. Ở thầy hỏi hai đáp án mà thầy có xác định đáp án không? Đố bạn. Đúng rồi. Đó, thì mọi người có thể chụp lại hay là ghi lại một cái ví dụ cơ bản nha, để chúng ta xác định được đúng nha các bạn. Sao cái gì? Rồi, đó là mọi người tự làm câu số 1 trong cái tờ ôn tập đầu giờ mọi người. Đọc có bài nhớ lắm các bạn. Có một có hai đều quy tắc moment hết. Làm nó ôn lại các bạn. Ở trường các bạn còn học hết phần moment chưa người chưa? Học hết trường chưa? Qua luôn rồi. Qua câu rồi đúng không? Qua ba rồi đúng không? Học quy tắc xong một chiều rồi đúng không? Có bạn nào qua câu rồi chưa? Có gì là qua câu chưa? Đúng chưa?
Con số 2 luôn đi, con số 2 luôn. Rồi đứng này đi. Bạn làm xong bạn đưa cho thầy với lòng coi nha bạn. Nguyện vô là đúng. Rồi tí. Cho em mượn 3 lạng xíu được không? Rồi trình bày vậy hả? Trời ơi, trình bày ép cho mọi người thằng thì nó 10.16 mà nó sẽ ép bằng nữa. Trời ơi. Cái này đổ ra cho tôi. Ít nhất thằng này chiều dương của tôi đâu. Nè thầy. Rồi chọn chưa? Đây nhà thầy. Tao ghi vậy hai chấm chương. Rồi ai ai nhận chưa lại kiếm. Cái quay không phải nào đó. Nhìn thấy từ cái cây mà nó là của nó.
ngày đổ rớt cái đầu cái cây mà nó bị đổ thì rớt đầu nó rớt qua cái này chưa à, nên tụi quay ở đây thì phải chặt từ đấy đây này đây thì vẫn sẽ đổ còn cái đầu nó hai cái này hả? Cái này gặp lại được đó. Có đâu có lực này là lực 500 là lực kéo. Hai trăm rưỡi sai. Đọc kỹ đề lại, 500 newton là dây điện nha, là lực của dây điện chứ không phải lực của dây cáp nha. Lực cái điện là lực dây này nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra đời thì chưa một rồi. Anh bị ta đau quá nặng. Ok trưởng luôn. Làm tiếp câu 3, câu 4 nha mọi người ơi. Đừng có ngồi chơi nha, xong có đó đừng ngồi chơi. Còn câu 3, câu 4 đợi mọi người đó. Đúng rồi. Rồi lại nhìn lên. Lê Mạnh xong chưa? Nè xong hết chưa? Rồi mọi người ơi, nhìn mình một cái này các bạn. Mọi người nhớ này là gì không? Nhớ gì các bạn? Mình học một cái quy tắc gọi là quy tắc hợp lực song song. Song song gì các bạn? Song song cùng chiều đó các bạn. Vậy thì nếu như một cái thanh, ví dụ như thanh màu trắng trên bảng chịu tác dụng của hai lực, thì ta hoàn toàn có thể thay thế cái lực này, hai lực này bằng gì bạn? Một cái gì bạn? Một cái lực khác. Đúng rồi. Và lực đó như thế nào mọi người nhớ mọi người? Nó nằm đâu cho mọi người ơi? Hợp của hai lực này sẽ nằm đâu? Nằm đâu? Nằm đâu cho khoảng thanh này các bạn? Nằm ở khoảng giữa. Đúng rồi. Và mọi người nghe là nằm ở bên trong cái hợp lực. Thôi đừng nói nữa. Cái hợp lực F nè, là của F1 cộng F2. Thì cái hợp lực nó sẽ nằm ở giữa hai lực này. Bây giờ dựa vào kiến thức các bạn biết, các bạn hỏi nó nằm về phía bên phải hay nằm về phía bên trái so với lực này? Trái. Phải hay trái? Trái. Phải hay trái? Phải. Phải hay trái? Phải. Vì sao phải? Vì sao? F1 nên nằm về phía
phải không liên quan trời ơi cái mọi người nhớ lực và cánh tay đòn tỷ lệ gì với nhau không? Nghịch nên lực càng lớn cái cánh tay đòn càng nhỏ. Lực F2 quá lớn nên cái cánh tay đòn nó sẽ nhỏ hơn ha, nên cái tổng hợp lực nó sẽ nằm về phía F2 để cho cái đoạn này nè nó nhỏ được không bạn? Ok ha. Rồi nói mọi người ơi, cái hợp hai lực này sẽ là một lực có chiều như thế nào các bạn? Thứ nhất nó phải là song song và gì các bạn, cùng chiều với hai lực thành phần đó bạn. Về mặt độ lớn thì hợp lực nó sẽ có độ lớn bằng tổng hai lực thành phần lại. Ví dụ ở đây mình có 1 2 3 4 5 ô, 1 2 3 ô thì hợp lực phải tổng cộng mấy ô các bạn? 5 cộng 3 là được, được mấy? Được 8 ô. Được rồi. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều với hai lực thành phần. Được rồi. Được đặt nằm đâu mọi người? Được đặt ở khoảng giữa, hay người ta gọi là chia trong, ở giữa mọi người. Được rồi. Và lúc này chia trong như có độ lớn là bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần. Tổng độ lớn hợp lực ha bạn. F hợp lực sẽ bằng F1 cộng F F2. Và vị trí của lực nằm ở đâu các bạn? Vị trí điểm đặt nằm đâu ạ? Nếu như chúng ta xét khoảng cách từ đây cho đến đây là D1, ứng với lực F1, cách đây là D1 đúng không bạn? Khoảng cách từ phương của lực đến hợp lực này là D2, thì ta sẽ có hệ thức gì mọi người nhớ không? Hệ thức gì đọc nghe các bạn? Đó là F1 chia F2 bằng D2 chia D1. Đó là vị trí của hợp lực F. Được không các bạn? Được không vậy mọi người? Vậy thì ở đây mọi người mình ghi lại phía bên trên đây mọi người ơi. Đầu tiên hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều với các lực thành phần. Đây mọi người ơi, hợp lực của hai lực song song cùng chiều. Ở đây là hai lực F1, F2 nè. Thì hợp lực của nó là hợp lực của hai lực song song chiều á, hợp lực là một cái lực song song cùng chiều với hai lực. Song song cùng chiều với hai lực. Đúng không bạn? Có độ lớn bằng tổng độ lớn hai lực. Có độ lớn bằng F hợp lực bằng F1 hợp lực. Thằng này 2 Newton, thằng này 4 Newton ở giữa mấy? Hợp lực là mấy? Là 6. Ok. Rồi đầu tiên mọi người ơi, hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một cái lực song song cùng chiều với hai lực và có độ lớn là bằng tổng. Còn giá của hợp lực nữa các bạn, giá hợp lực sẽ nằm trong cùng một mặt phẳng chứa hai lực thành phần, nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, nằm trong mặt phẳng chứa hai lực thành phần. Và chia khoảng cách hai giá của hai lực. Và chia khoảng cách, nghĩa là chia ở giữa, nằm giữa. Chia khoảng cách giữa hai giá thành những đoạn tỷ lệ nghịch với độ lớn của lực. Thành những đoạn tỷ lệ nghịch với độ lớn của lực. Sau đó ghi biểu thức này ra. Chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực. Hai giá tạo thành. Chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực tạo thành những đoạn tỷ lệ nghịch với độ lớn của hai lực. Rồi về học cũng dễ nha, không sai trả bài hả? Rồi là câu 4. Làm cô bốn đi Giang ơi. Làm một. Cũng một dòng. Anh có nặng hơn chứ 100 Newton. Đây là bạn. Tôi phụ thôi. Tôi phụ thôi.
Rồi với câu này mọi người nhìn đã bạn. Mình đọc đề bài chung với nhau cái gì? Hai người đang khiêng một thùng hàng có khối lượng 300, nghĩa là trọng lượng bao nhiêu bạn? Trọng lượng cái thùng bao nhiêu bạn? Trọng lượng bao nhiêu ạ? 300 Newton. Đó bạn. 10m á, B bằng 10 nhân m hả bạn? Ủa nhầm nhớ, chịu luôn á. Bằng 10 nhân m là giao g á, 10mg hay 10mg. Rồi ok, tiếp. Bây giờ người ta bảo là cái đòn tre á, nguyên cái đòn này dài như các bạn, dài mấy mét các bạn? 2m. Vậy bây giờ người ta bảo là treo thùng hàng ở đâu để sao cho lực đè lên vai người này, người đằng sau, đúng không? Người đằng sau là thằng nào? Thằng số 2 lớn hơn người đằng đi trước là số 1. Một cái lượng bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu newton? 100 newton. Nào lớn? 2 x 1 lớn vậy? Một lớn. Thằng 2 lớn, thằng sau lớn hơn thằng. Nên mình có F2 trừ F1 bằng mấy các bạn? Bằng 1, 100. Vậy bây giờ thằng này nó muốn khiêng nổi cái thùng hàng có trọng lượng bao nhiêu các bạn? Trọng lượng như vậy? 300 newton. Thì bắt buộc tổng của hai lực hai bên ít nhất phải bằng bao nhiêu? 300 không? Đúng rồi, hai thằng này nó phải khiêng ít nhất một cái lực là bằng 300 newton. Thì khi đó nó mới khiêng nổi thùng hàng này. Đồng ý không? Đúng rồi. Vậy ở đây mọi người ơi, ở đây hai cái gánh đó mọi người, hai gánh này mọi người, nó cũng sẽ tác dụng lực lên đây. Một cái lực này là F mấy? F1. Và thằng này là F mấy các bạn? F này F mấy các bạn? F2 rồi. Hai cái gánh nó sẽ đè lên vai những người này một lực F1, F2 rồi. Đúng rồi. Và hợp của hai lực F1, F2 này chính là lực nào các bạn? Chính là cái thằng nào? Thằng B tổng hợp này. Đúng rồi, đồng ý không ạ? À? Đúng rồi mọi người, thằng này lực đè xuống thì nó không phải đè một chỗ đâu, nó chia đều cho hai bên, nó không thể bị đè y chang đè. Do đó ở đây mình đã có F2 trừ F1 bằng 100 rồi, mà mình có tổng cái lực mà hai người này cùng phải chịu là 300 newton. Nên mình còn có một dữ kiện đó là F1 cộng F2 bằng mấy các bạn? F1 cộng F2 bằng B luôn không? Đúng không ạ? Đúng rồi. Và bằng B thì bằng nhiêu luôn các bạn? Bằng 300 newton. Được không? Đúng rồi. Vậy từ đây các bạn tìm được giá trị của F1 và F2 chưa? Tìm được chưa? Là nhiêu gì vậy? 100 với lại 200. Đó, nghĩa là cái vai của thằng đằng trước chịu có 100 newton thôi. Thầy ngồi vào 200, 100, F2 nhỏ hơn. Vậy F2 lớn hơn mẹ. Thằng sau lớn hơn thằng trước mẹ. Vậy F2 nhỏ hơn F2. Ok. Ủa, ok. Ủa, thầy ghi số lộn lộn chưa? Thầy lộn được sai. F2. Rồi, được chưa ạ? Nhớ nha mọi người, thằng này bị cái nguyên cái thùng này, cái thùng hàng đè xuống thì hai bên cũng phải bị đè. Và đè với cái lực là đúng bằng tổng của cái thùng hàng đó mọi người. Đúng rồi. Ok, đúng vậy. Rồi ok. Nhưng đề không hỏi cái chỗ này, nó hỏi gì? Vị trí đặt thùng hàng. Rồi, mình chỉ biết nguyên thằng này dài 2m. Vậy vị trí đặt thùng hàng đâu? Có phải đây chúng ta có đây chính là cánh tay đòn D1 của lực F1 không? Đúng không? Đây chính là cánh tay đòn D2 của lực F2 không? Người ta kêu một điểm này cái gì nữa? Nó không hỏi D1, D2 là vị trí đặt thùng hàng ở đâu rồi? Đúng mọi người, thùng hàng là thằng ở ô. Đúng vậy. Vậy đây mình có gì mọi người ơi? Có gì? Có phải lúc này mình sẽ có F1 chia F2 bằng gì các bạn? D2 chia D
D1. Mà F1 chia F2 bằng 1/2. Mới một phương trình thôi. Rồi, từ đây suy ra được là D1 mấy được D2. D1 bằng 2D2. Đúng không anh? Vậy mình còn một cái nữa, phương trình nào chưa có. Là như vậy, có phải tổng hai này lại đúng bằng chiều dài của gánh này không? Đúng rồi. Nên chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là D1 cộng D2 bằng mấy? Bằng 2 mét. Từ đây tìm được vị trí D1 và vị trí D2. Okay. Đó, đây là cơ bản là mọi người. Trước Tết mình làm câu này là câu cuối cùng của mọi người. Cái câu là thôi thì ráng làm một cái đi rồi nghỉ Tết. Là câu như vậy. Có hả? Đúng không? Có là gì? Mình khai ra lạc mà đúng không? Ủa mắc gì mình khai ra lạc có một tục trước đó mà không? Mắc gì cũng có một tục trước đó. Đánh số lộn thôi mọi người. Tại gì? Số lộn. Đánh số lộn thôi. Dạ. Cái này D2 hay D1? Ấy là đánh đúng nha. Là đúng số lộn thôi. Đúng vậy? Đúng vậy. Đúng vậy? Cô gái đúng vậy? Ok, mình đã đọc phòng cho vô. 7-20 vô lại. Mấy giờ? 7 giờ. 13. 13. Ủa, có 5 rồi. Rồi, mọi người cũng nhây ra thôi mọi người. Có lạ gì? Rồi, bắt đầu ha mọi người. Rồi, bắt đầu luôn các bạn ơi. À, bây giờ mình nói sơ lại cho mình biết là thí nghiệm học cây 2 mình gồm gì nha các bạn. Cái chương vừa rồi mình mới học xong á mọi người, mình học được là 2:30 á, là cái chương liên quan đến là tỉnh học. Tỉnh học là chương về gì các bạn? Về cân bằng. Nói chung là ba cái phần đầu tiên chúng ta học. Phần đầu tiên mình học về gì nhớ không? Đầu tiên là gì nhớ không? Nhớ không? Động học. Động học, ok, động học là sự chuyển động của các vật. Thứ hai là học về động lực học, nghĩa là tác dụng lực có ảnh hưởng như thế nào với chuyển động. Và thứ ba, mình không học chuyển động nữa mà mình học về gì các bạn? Tĩnh học, nghĩa là về điều kiện cân bằng. Được không ạ? Bây giờ nguyên một cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nói ra các bạn về một cái gọi là một cái phương diện khác trong cái việc chúng ta xét một vật chuyển động hay là trạng thái đó như thế nào, mà ta sẽ xét thông qua một yếu tố, đó là về mặt năng lượng. Được không ạ? Thì học kỳ 2 mình chỉ có 4 phần thôi các bạn. Học kỳ 2 mình có 4 phần. Phần vừa rồi mình vừa mới xong là tĩnh học. Phần tiếp theo chúng ta đang học bây giờ hả các bạn, là năng lượng. Phần tiếp theo, chương tiếp theo mình học đó là về chuyển động tròn. Và chương cuối cùng mình sẽ học là về lực đàn hồi và lực căng, cái kiểu các bạn, đấy là sự biến dạng đàn hồi của cái vật các bạn. Rồi trong 4 chương này, cái chương quan trọng nhất và là khó nhất nha các bạn, đó là chương liên quan đến là chương năng lượng. Đúng rồi, chương năng lượng. Mặc dù chương này thầy chia lại chỉ có 2 bài thôi các bạn. Chương này chỉ có 2 bài thôi. Đúng rồi, có đúng 2 bài duy nhất thôi mọi người ơi. Mà nó có hàng tỷ thứ liên quan đến chương này. Nên mọi người cố gắng ra chương này mình cần thứ nhất, đó là mình nghe kỹ, về nhà luyện tập kỹ. Vì hiện tượng về chương này rất nhiều qua mọi người ơi. Thứ hai, ráng về nhà làm bài nha mọi người. Ráng ha bạn, ráng nha. Rồi ok, vậy bây giờ về năng lượng nha các bạn. Cái này quay không? Có rồi. Mà, nhưng mà tôi thấy ngoài học
thấy hoa hồng thì nhắn tin, thôi kể đi. Ủa thì kể đi, vô duyên. Thì ngồi đọc tin nhắn. Rồi ok, à. Rồi giờ mẹ, cái gì vậy? Nói gì ta? Nói gì không? Bây giờ mình quay lại ha mọi người. Bây giờ mình sẽ nói về năng lượng. Chị em biết năng lượng gì các bạn? Năng lượng, biết năng lượng là gì? Năng lượng là năng lượng. Năng lượng là gì? Ấy là ví dụ năng lượng, ví dụ coi. Mọi người ví dụ coi mọi người. Đèn sáng được là do năng lượng gì? Quang. Trời ơi, nó sáng được nó nhờ quang, má ơi. Nó nhờ gì cái đã? Điện. Nhờ điện. Rồi từ điện nó mới sao bạn? Phát sáng. Đúng không? Và năng lượng phát sáng chúng ta gọi năng lượng gì biết không? Gọi ý bạn. Quang ngăn, ok. Đó, quang ngăn nè. Điện ngăn. Tiếp còn gì các bạn? Nấu nướng ở nhà. Đồ ăn muốn sôi được thì nhờ phải có năng lượng gì các bạn? Nhiệt năng. Nhiệt năng, đúng không? Năng lượng nhiệt, nhiệt năng. Rồi năng lượng gì nữa? Hóa năng, đúng rồi. Hóa năng nằm đâu? Ví dụ là hóa năng nằm đâu? Hóa năng nằm đâu? Về hóa học. Đúng rồi, chính xác. Còn cái ứng hóa học nào nữa? C+O2 là CO2. Biến thiên entropy. Giỏi dữ. Rồi ok, tức là nó có năng lượng rồi à. Gọi là hóa năng nha mọi người ơi, ok. Rồi nghe tiếp nha mọi người ơi, tiếp. Và ngoài ra mình còn một số năng lượng khác. Ví dụ như là sau Tết rồi mình mập quá, mình phải đi đâu? Béo năng. Đâu phải béo năng, đây gọi cái khác gì vậy? Đi đâu bạn, phải dục. Tập dục mình tập gì mọi người ơi, mình tập với bạn. Mình tập chạy. Chạy, vậy khi chạy có dạy năng lượng gì? Động năng, chính xác, động năng. Đúng rồi, mình chạy năng lượng mình có là động năng. Rồi khác, mình nhảy từ lầu 10 mình nhảy xuống thì có năng lượng gì? Thể năng, đúng không mọi người, đúng không vậy? Mình ở trên cao mình có năng lượng là gì các bạn? Thể năng. Chuyện nguyên cái chương này mình sẽ đề cập về mặt năng lượng của các vật có như thế nào. Và đặc biệt mình đặt chân trụ cụ thể là cái thành cơ năng hả các bạn? Rồi đầu tiên mọi người ơi, khái niệm năng lượng thì quá dễ ha, vì năng lượng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó bạn, ví dụ mình muốn dùng điện nè là điện năng. Điện năng nhờ ai? Ai tạo điện bạn? Ai tạo điện? Ông Newton. Ai tạo điện? Ông Newton. Điện mình xài từ đâu ra các bạn? Edison. Từ gì các bạn? Edison. Phải, trời ơi, ông Edison. Ông đi từ đời nào rồi, ông cũng qua đời rồi. Nhờ nhắn với bạn cái bìa sách nè mọi người ơi. Bìa cũng mới ai nó có gì các bạn? Đập thủy điện. Đó là nguồn điện chính của nước mình là từ những đập thủy điện này nữa bạn. Nó làm quay turbine ha mọi người. Và làm cho tạo ra điện mình sử dụng. Đúng không ạ? Vì ở đây năng lượng khắp mọi nơi. Năng lượng gì nữa? Năng lượng gì? Ở trên trời á mọi người, sáng sớm ngủ dậy thấy năng lượng gì các bạn? Mặt trời, ok. Và mọi người còn nhớ năng lượng. Năng lượng thì có một cái năng lượng rất nổi tiếng mọi người biết không? Có công thức gì năng lượng đó mọi người biết không? Rất người nhiều người biết đúng không? Năng lượng gì bạn? E bằng gì bạn? E bằng gì bạn? M C bình. Energy bằng gì bạn? Đúng bạn. Rồi ok, nghe nè. Năng lượng, cái công thức này rất nổi tiếng mà mọi người hiểu năng lượng này nói gì không? Thôi. Thôi. Bây giờ bạn nhìn thấy bạn nhìn nước này rất nổi tiếng chứ mọi người hiểu quy ước cái nói gì không? Không. Em ở đây mình nói gì biết không? Không. Đó là biết gì không? Rồi mọi người nghe bạn, đây là viết gì của ai? Của ai biết không? Của ai? Mình nói giới thiệu với mọi người. Viết tương đối của ai bạn? Albert Einstein mọi người ơi. Rồi ông này ông nói gì vậy? Con nước này mọi biết không? Nghe mọi người, E là gì? E là gì? Energy. Energy ha mọi người ơi. Milk. Thôi. Rồi em M hả bạn? Em M mình vừa học hôm bữa luôn. Nó là mass là cái gì bạn? Khối gì bạn? Khối lượng. Ôi nào. Ê cái này hớt dở coi. Ê ok. Vậy em vô. Thôi nay không biết rô mọi người chịu khó nghe cái. Thôi để em. Rồi tiếp C biết không? Coffee. Hiểu nó nói gì? Cái gì?
thì năng lượng nó có được là bằng tốc độ ánh sáng bình phương. Mà bạn biết tốc độ ánh sáng là nhiêu không bạn? Nhiêu các bạn người? 3 nhân 10 mũ 8 mấy số không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng bạn? Là nó hàng 300 triệu mét trên dây. Và bình phương nữa là nhiêu người ơi? Mũ mấy? Mũ 10, 16. Vậy cứ 1kg một bất kỳ hạt nào, hạt phấn, hạt bụi gì đó mười, nó đều có khả năng tạo được một lượng năng lượng khổng lồ như thế nào. Đúng rồi, cái gì? Đơn vị năng lượng là joule đó. Mũ số tư chứ ta. Đúng rồi. Rồi, đó bạn, ok ha mười ơi. Đúng rồi. Và từ cái này mình nói chơi ha mười ơi. Và từ cái này người ta thấy được là năng lượng trên thế giới này là rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ là một cái thuyết ổn thôi. Vấn đề là gì vậy, biết không mười? Người ta chưa biết làm cách nào để khiến cho một vật có thể giải phóng được một lượng năng lượng như vậy hết. Chưa biết là cách nào giải phóng hả? Nếu khi nào biết được cách giải phóng được á, thì nói chung là người ta sẽ làm chủ được năng lượng các bạn. Chứng minh được này á, thuyết là gì biết không? Thuyết là một cái giả thuyết đặt ra và nó đúng đến hiện tại. Đúng rồi, ngoài chứng minh nó sai rồi. Ok, chỉ trừ khi nào mà có một cái vấn đề mới được đặt ra chống lại cái này thì mình sẽ có một thuyết mới thay thế. Đúng rồi. Rồi. Rồi ok rồi, nghe mọi người ơi, nghe. Vậy bây giờ quay lại mọi người ơi, vậy thì năng lượng là gì các bạn? Năng lượng chúng ta chỉ cần nôm na là gì các bạn? Năng lượng đó là mọi thứ xung quanh chúng ta đều năng lượng cả. Vậy thì tính chất của năng lượng là gì các bạn? Thôi mọi người ghi vô đầu tiên nha. Năng lượng của một hệ bất kỳ trên người có năng lượng không? Có không? Có. Uống vô gì nạp calo cho người đó mười, đó mười mười ăn uống mười coi là miếng bánh này có bao nhiêu calo cái kiểu á, là bạn nạp năng lượng cho người mình. Rồi vậy tính chất năng lượng, thứ nhất năng lượng là một đại lượng vô hướng ha, năng lượng không có hướng. Vậy năng lượng chỉ cái sức bên trong mình thôi chứ năng lượng không hề có hướng. Nên đầu tiên năng lượng là một đại lượng vô hướng. Rồi tự ghi vô vòng vòng bên dưới nè, ghi cho nhớ. Trang số 2. Rồi đầu tiên năng lượng là một đại lượng vô hướng. Thứ hai, năng lượng có thể tồn tại ở những dạng khác nhau. Thứ nhất, nó là vô hướng. Thứ hai, nó có nhiều dạng khác nhau. Cái này quá dễ nhìn ha. Ví dụ trên bìa sách mình năng lượng nó gọi năng lượng cái gì, năng lượng gì phải không? Năng lượng thủy, thủy gì vậy? Thủy gì? Thủy điện. Thủy gì? Thủy phân là cái gì? Không biết. Rồi ok đó mọi người, biết mọi người, năng lượng ánh sáng đó rồi với bạn. Gọi là cái gì? Quang năng. Quang năng đúng không? Quá trời năng lượng. Rồi mặt trời đốt nóng không? Nóng không? Nóng 12 chưa ra đường nóng không? Nấu, đó là gì vậy? Nhiệt năng cho hỏa năng. Trời quá trời nhiều loại năng lượng khác. Nó có tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Rồi thứ ba, tính chất thứ ba. Đó là gì vậy? Thứ ba, đầu tiên bây giờ mọi người muốn là sao? Nấu nước sôi, bước 1 phải là gì? Lấy nước, đúng chính xác. Bước 2 là cái gì? Bỏ vô xôi đưa cái hộp. Bước 2 là cái gì? Nấu xôi. Bỏ vô cái ấm. Bỏ vô cái ấm rồi. Bước 3 là cái gì? Nấu xôi. Bật bếp. Bật bếp. Bật bếp. Bật bếp. Bật bếp trước đó rồi. Ok rồi sao nữa bạn? Đợi sao bếp từ bếp hay gì bạn? Nước muốn xôi thì cái gì phải xôi trước? Cái gì phải xôi trước bạn? Cái gì vậy bạn? Nồi phải xôi trước. Đúng không?
Thì từ từ đi, bây giờ nè, từ nè. Rồi, rồi, quá. Rồi, vấn đề đặt ra. Rồi, mọi người nước đây nè. Đây là cái nồi bếp điện. Rồi, mọi người bây giờ đầu tiên nha. Nước muốn sôi thì cái gì phải sôi trước nước? Cái gì bạn? Đầu tiên là cái bể. Đúng không? Đấy là cái chậu đựng nước. Rồi cái chậu đựng nước muốn sôi thì cái nào phải sôi trước nó? Cái lửa. Cái nào bạn? Cái lửa hoặc là cái gì bạn? Cái bếp phải sôi. Vậy có phải bây giờ muốn nước sôi thì cái năng lượng nhiệt á nó truyền từ đâu sang đâu bạn? Đầu tiên là bếp trước nè. Bếp xong sau đó tới gì bạn? Cái chậu. Rồi cái chậu, rồi cái ấm chứ. Rồi cái ấm nước. Và từ cái ấm nó mới vô vậy bạn. Vô nước. Đúng rồi, vậy là nhiệt năng lượng chúng ta có thể truyền từ đâu sang đâu bạn? Từ một cái vật này sang một cái vật khác. Ví dụ mọi người trời lạnh quá, mọi người hay thường xuyên làm gì một cái đi lạc không? Đi lạc quá trời. Trời lạnh thì hai tay mọi người thường thường để đâu bạn? Để vô túi. Để chi mọi người ơi? Để mình gì bạn? Bớt nhiệt ra, đúng không? Nhiệt trong túi nó tỏa bớt nhiệt cho tay mình. Nghĩa là nhiệt nó truyền từ túi áo sang gì bạn? Sang tay, khiến cho tay mình nó ẩm lên. Đúng không bạn? Vậy thì năng lượng của chúng ta, năng lượng của mình đó mọi người, nó có thể gì các bạn? Truyền từ một cái vật này sang một cái gì bạn? Vật khác. Hoặc nó có thể chuyển từ gì bạn? Một cái dạng này sang một dạng khác nè mọi người. Rồi thứ ba mọi người, cái dấu chấm ba ha. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, thì bớt nó đi đây. Thôi mấy kỳ bớt nó dùm cái đi. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc từ dạng này sang dạng khác. Giữa các hệ với nhau, phải giữa các hệ với nhau. Giữa các hệ với nhau. Giữa các hệ với nhau. Hoặc các thành phần của hệ. Người ta gọi chung là sự chuyển hóa năng lượng các bạn, có rất nhiều ha mọi người. Giữa các hệ với nhau hoặc giữa các thành phần trong một hệ. Các bạn ví dụ ha mọi người ơi, đèn muốn sáng, sáng được là năng lượng với bạn, năng lượng sáng chiếu ra là năng lượng gì? Quang năng. Mà muốn có quang năng thì phải ai tạo ra nó? Điện năng chuyển thành quang năng. Đúng bạn, tất cả mọi thứ đều có sự chuyển qua, chuyển lại lẫn nhau mọi người. Rồi ok. Tiếp. Cái thứ tư nha mọi người ơi, năng lượng mọi người trong hệ SI nha mọi người ơi, trong hệ thống đo lường quốc tế, trong hệ SI. Thì đơn vị năng lượng gì biết không? Đơn vị của năng lượng là joule nha mọi người. Rồi joule nha bạn, joule. Rồi bạn joule ha, viết tên tổng là vậy, hoặc là mình viết theo ký hiệu là chữ J nha các bạn. Jim Jun là người, là một người. Ok, là một người ha, người đã tổng hợp được các nội dung liên quan đến ba tài năng lượng các bạn, khiến chúng ta phải học cái chương này. Đây là người khiến cho mình học chuyện này. Nó báo quá. Đó, ok người ơi, rồi năng lượng là joule. Và cuối cùng mọi người ơi. Và cuối cùng ha, ngoài ra còn một cái đơn vị khác gì các bạn? Đơn vị là calo. Một đơn vị khác đó là calo hả bạn? Một đơn vị năng lượng khác là calo. Calo, vậy định nghĩa đơn vị là gì? Đơn vị này hả bạn là cái năng lượng cần thiết để cho 1 gram nước tăng lên được 1 độ C. Được không ạ? Calo là năng lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của 1 gram nước. Là năng lượng cần thiết
để tăng nhiệt độ uống 1 gram nước. Lên 1 độ C. Các bạn. Rồi xong, đó là các tính chất chung của năng lượng thế này. Rất đơn giản. Đúng rồi. Rồi, năng lượng khắp mọi nơi. Chỉ đại của năng lượng. Đó. Năng lượng gì? Này dễ, năng lượng gì? Năng lượng gì? Năng lượng gì trong bụng mình? Gì các bạn? Việt Nam có năng lượng gì các bạn? Hóa năng, năng lượng gì các bạn? Rất nhiều loại đúng không mọi người ơi? Rồi tiếp. Vậy bây giờ sự chuyển hóa năng lượng đó mọi người ơi, và năng lượng thì năng lượng biết là nó có thể chuyển qua chuyển lại lẫn nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên đó mọi người, chúng ta có học một cái nội dung á, một cái định lý hoặc một cái định luật của năng lượng, gọi là định luật gì mọi người còn nhớ? Định luật gì vậy? Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Định luật này siêu dễ nhớ luôn. Bây giờ mọi người hay chế thành nhiều luật khác thôi chứ mình nói là chế năng lượng. Rồi bữa nay nhớ định luật sao rồi? Mọi người không có học định luật này, ấy mọi người không có nhớ định luật này nói gì, mọi người nhớ là như cái câu là tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chuyển từ túi thầy sang túi mọi người vừa nãy. Đúng không bạn? Đúng không? Mày bóc bóc bì xì được nhiêu? Bóc bì xì nhiêu? Nó có 50 quá thôi. Ủa hay vậy? Đấy, nó bên từ cao nhất là hay á, mọi người không cao nhất thì đánh bịch đó, bị mấy chị một lấy hết. Rồi ok, okay là không thì xui thôi, ô những đống đó sắp ra mọi người vậy nghe nè mọi người ơi. Vậy năng lượng nó có tự sinh ra không? Có không bạn? Không. Nó tự mất đi không? Không. Mà sao mọi người? Nó chỉ là sao các bạn? Chuyển từ một cái dạng này sang một dạng khác. Nghĩa là cái vũ trụ của mình các bạn, năng lượng sao bạn? Nó sao bạn? Nó có một lượng nhất định thôi. Đúng không? Ta đang làm với bạn sử dụng cái năng lượng đó qua lại lẫn nhau. Ví dụ như mình hay đang dùng với bạn điện. Điện năng từ đâu ra? Từ đâu ra các bạn? Từ hay điện là phải năng lượng của nước không? Mà nước từ đâu ra? Nước từ đâu ra các bạn? Từ mưa trên xuống. Mà mây từ đâu ra? Từ bốc hơi của nước. Đúng rồi, nó cứ vòng vòng luẩn quẩn lên xuống như đó thôi các bạn. Nói chung là năng lượng của vũ trụ giống như là mình có nguyên cái đống. Đúng rồi, mình sẽ xài cái đống đó mà nó chỉ là qua lại lẫn nhau. Đúng rồi, ví dụ như tiền mọi người đi. Mọi người nghĩ là bây giờ thầy đưa mọi người 10 ngàn thì sao vậy? Tiền đó nó còn không? Còn. Cái tiền mọi người sử dụng nó cho một việc khác. Sau 10 năm sau, cái 10 ngàn nó vẫn còn không? Còn. Còn, những năm đâu biết không? Không nằm đâu đó, ai biết không biết nè, cái 10 ngàn tờ 10 ngàn đó thì không biết nằm đâu hết. Nhưng nó còn tồn tại các bạn. Còn, nhưng mình phải làm các bạn tìm kiếm nó. Đúng rồi. Vậy ok, người ơi, vậy đây các bạn, đó là định luật bảo toàn mà chiếu năng lượng nghĩa là gì? Năng lượng nó có tự sinh ra không? Không. Có mất đi không bạn? Không. Mà nó chỉ như các bạn chuyển từ một cái dạng này sang dạng khác, hoặc là từ một gì bạn vật này sang vật khác mà thôi các bạn. Rồi đấy, mình ghi vô định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng các bạn. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ một dạng này sang một dạng khác. Mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Rồi, từ thứ nhất là mọi người, năng lượng không được đi sinh ra cũng không được đi mất đi, có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc vật này sang vật khác. Cái này quá dễ nha. Rồi, mấy em lớp 7 không biết trả lời nữa. Mới vậy mấy em lớp 7 thôi. Được không?
Đi chưa? Đi đâu vậy? Trời ơi, nó làm cái chỗ này năng lượng nè ông ơi. Rồi, câu hỏi tìm hiểu về mọi người hoặc coi mình có hai câu hỏi khá thú vị ngày tuần sau, hãy cho 10 coi một video clip nhỏ nhỏ đó như thế này các bạn. Tuần sau sẽ coi kỹ hơn video clip này. Rồi, thứ nhất, vì sao không tồn tại động cơ vĩnh cửu? Có bao giờ nghe từ động cơ vĩnh cửu không? Có bạn nghe chưa? Nghe rồi. Nhưng có bao giờ có không? Không. Đừng tin clip TikTok nha các bạn. Clip TikTok có hay bảo là động cơ vĩnh cửu lần đầu tiên xuất hiện gì đó đó là nó chiếu chiếu ba cái vụ mà bắn lên bùm 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 vậy mọi người. Đừng tin nha mọi người, nó gài hàng dưới mọi người không thấy đâu hả bạn. Rồi bạn, thứ nhất, không bao giờ vĩnh cửu cả, bởi vì luôn luôn có một sự với bạn mất mát năng lượng chuyển thành một nghệ khác. Rồi bạn, thứ hai, vì sao suy nghĩ trước. Thứ hai đó là thí nghiệm của Jun về bảo toàn những năng lượng. Đây là mô hình thí nghiệm của ông về bảo toàn năng lượng. Mô hình này rất kỳ lạ ha mọi người. Ông này ông làm thí nghiệm rất là họ thí nghiệm rất công phu. Mọi người coi trước nè, ý là gì các bạn, ý là ông cho hai vật nặng từ trên cao rớt xuống thì khiến cho một vật phía dưới này nó cũng điện của ánh xe này sẽ bị quay và ông thấy nhiệt nó nóng lên. Đó là do gì các bạn, tại sao nhiệt nóng lên là bởi vì do những cục cái này nó rớt xuống khiến cho nhiệt nóng lên. Mà những cục cái này rớt xuống biết nó năng lượng gì không? Từ trên cao có rớt xuống năng lượng gì các bạn? Động năng bài gì đó, trên cao năng lượng gì bạn? Thế nào nên nó biến thành nhiệt năng. Ông đã từ thí nghiệm này ông chứng minh ra được định luật và bảo toàn chuyển hóa năng lượng. Rồi ok, về suy nghĩ trước hai này hôm sau cho một clip để mình ví dụ minh họa kỹ hơn các bạn. Rồi hôm nay mình qua phần chính của mình ngày hôm nay có năng lượng ha. Những bên này hồi nhỏ mình học rồi các bạn. Bây giờ mình qua một nội dung khác, đó là về trong cơ học. Lớp 8 các bạn. Lớp 8 đi học không? Lớp 8 đi học không? Hay là nhảy lớp? Nhảy lớp. Rồi ok mọi người, công hiểu mọi người. Công là một đặc trưng của năng lượng. Nghe các bạn. Công các bạn, công ở đây đó là một cái đặc trưng của năng lượng. Là người ta sẽ biết được từ công sẽ biết được năng lượng cơ học chuyển hóa như thế nào. Ví dụ công là gì bạn biết công cái gì không? Công ở đây tiếng Anh công là gì bạn biết không? Là gì bạn? Nó là công là work hả mọi người? Đó bạn. Công tôi tiếng Anh là công việc các mọi người, là work các mọi người. Người ta có cái câu là gì bạn, là có công là công việc các mọi người ơi, có làm thì mới gì bạn. Ừ, có ăn ha, công là như vậy nha. Trời ơi, mình có làm mình mới mệt, mình mới ăn các bạn. Đúng rồi, vậy đây công việc là gì ha mọi người ơi, vậy công việc là gì mọi người, tí nữa mình sẽ thấy những cái liên quan nha. Rồi công việc là gì các bạn, vậy công ở đây là gì? Ví dụ thầy khiêng một đồ vật từ dưới khiêng lên, người ta bảo thầy đang thiện công. Thứ hai, thầy nâng cái bàn từ dưới thầy nâng lên, người ta bảo thầy đang thực hiện công để nâng bàn. Đúng rồi, ok mọi người ơi. Rồi khiêng cái bàn lên đó bạn. Rồi ok tiếp. Tuy nhiên thầy cầm cái bình này thì người ta nói thầy không thực hiện công gì hết. Bởi vì việc thầy cầm cái bình nó có tác dụng gì không? Không. Nhưng khi thầy muốn đem cái bình này lên trên cao để có tác dụng gì không? Có, ý là thầy muốn cất nó lên cao. Tụi bạn nghĩ là công nghĩa là sao bạn? Là cái thành phần năng lượng cơ học rồi mỗi khác cho mọi người. Thầy có nghi phấn. Đó rồi. Thầy đầu tiên á muốn ném phấn mình làm gì bạn? Mình có dạy không? Cái khuôn ném vào người. Ném vậy thì nó có sao? Không. Không, chứ mình chạy thì mình luôn luôn làm như bạn. Có một bước gì bạn? Lấy đà. Lấy đà. Đúng không? Nếu mình lấy đà càng nhiều, lực mình càng mạnh thì phấn bay càng như bạn càng xa. Thầy lấy đà nhiều nghĩa là thầy thực hiện công nhiều mà. Khiến cho từ công nó biến thành năng lượng nhiều rồi biết không? Sau khi buông tay ra biến thành gì bạn? Năng lượng gì? Thể năng không? Thể năng. Động năng hả mọi người? Ok. Về đây công gì hả bạn? Công ở đây là một đại lượng. Nói cụ thể ha mọi người, hãy ghi thêm cho mọi người. Nó là số đo phần năng lượng cơ học được chuyển hóa các bạn. Số đo phần năng lượng cơ học được chuyển hóa. Tức là ghi thêm thôi ha. Số đo năng lượng cơ học.
và chú ý khi nào có công. Đây sẽ có câu khi nào thầy cầm hộp phấn thầy không thực hiện công. Bởi vì sao? Thầy có làm di chuyển không? Không. Muốn có công phải luôn có hai thành phần. Thứ nhất phải có gì vậy? Lực tác dụng. Đó là muốn có công mà phải luôn có hai thứ. Thứ nhất phải có lực, và thứ hai phải có gì bạn? Độ gì bạn? Độ dịch. Dịch gì mọi người? Dịch chuyển nhớ dùng. Vậy giờ ha, cầm phấn có cầu không? Có không? Không. Nhưng nâng phấn từ dưới lên có cầu không? Có cầu mọi người. Ok. Vậy thì cầm phấn thì không công, nhưng mà nâng từ dưới nâng lên các bạn có công, đúng không ạ? Vậy thì hồi đó mọi người còn nhớ hồi lớp 8 chúng ta học công ký hiệu chữ gì mọi người? Ký hiệu chữ gì các bạn? Chữ gì hả? A, chữ A. A bằng gì? Còn nhớ không? F nhân gì vậy? Lớp 8 mọi người đọc công thức trong sách, trong đề cương. A bằng F nhân gì nhớ không? F nhân cho S. Này là lớp 8 học. Đúng rồi, lớp 8 học đơn giản. Và lớp 8 nó học trường hợp này là vì lý do gì đó mọi người? Nó nói một cái á, đó là khi lực và quãng đường như nào với nhau? Cùng chiều với nhau. Đúng không ạ? Lực quãng đường cùng chiều. Tuy nhiên, mình lớp 10 rồi, mình không học cùng chiều không nữa ha mọi người. Mình sẽ học một cái trường hợp tổng quát hơn như sau. Rồi công bản chất năng lượng nó là hãy mọi người, công bản chất nó là năng lượng. Rồi bây giờ người ta nói vậy bạn. Bây giờ người ta sẽ học một trường hợp cụ thể như sau. Bây giờ một vật. Được không bạn? Một vật ha. Một vật. Vật này được một cái lực nào đó theo một cái phương xuyên nào đó kéo nó đi. Một lực F kéo nó. Được bạn? Một lực F kéo nó. Và lực này hợp với lại cái phương độ dịch chuyển một góc là alpha chẳng hạn. Và vật này nó đang dịch chuyển từ điểm này đến điểm kia. Đấy bạn, nên các bạn dịch chuyển nó đi thôi. Và rồi chuyển cái hiệu gì nhớ không? Cái gì các bạn? Cái gì các bạn? Chuyển. Và khi đó công được xác định bằng công thức như sau các bạn nhớ này. A công là tích vô hướng của lực và độ dịch chuyển. Học tích vô hướng chưa? Học tích vô hướng giờ rồi. Chưa hả? Rồi giờ chưa thì kệ, học cái sau. Rồi ok mọi người, công là tích vô hướng của lực và độ dịch chuyển. Còn nếu chưa học thì ta không cần nhớ cái này. Ta nhớ luôn mình ha. Nó sẽ bằng là lực nhân cho độ dịch chuyển nhân cho cos góc hợp bởi lực và độ dịch chuyển đề. Được bạn, đây là câu mọi người. Rồi mọi người đánh dấu về cương mọi người ơi. Trong đó alpha là góc hợp bởi lực và độ dịch chuyển đề. Ok. Nhìn công nước này chú ý. Nó lại mọi người, công bản chất công là gì? Bản chất công là gì bạn? Nó là năng lượng chuyển hóa. Đó bạn là phần năng lượng chuyển hóa ha. Thế đó, công nó cho mình biết năng lượng của một vật sau khi chuyển hóa như thế nào. Trong đó F là gì bạn? F là gì đó bạn? F là gì mọi người? F chính là lực. D là gì bạn? D là gì bạn? Độ dịch chuyển. Rồi được chưa mọi người ơi? Rồi còn công này là công ha. Và đơn vị của công gì các bạn? Đơn vị của công là joule. Nhớ dùm ha. Đơn vị của công là joule vì nó chính là năng lượng. Lực thì là newton ha mọi người. Còn người chỉ đơn vị là mét. Rồi phân tích tí.
công việc chúng ta sẽ hiệu quả nếu lực lớn, đồng ý không? Đúng rồi. Đó rồi, mọi người dồn toàn tâm toàn ý vô công việc mọi người. Để không? Để. Đó rồi. Thứ hai, nếu như chúng ta có một cái sự đường dài chuẩn bị, nghĩa là mình chuẩn bị để mình thi một kỳ thi đó, nếu như mình chuẩn bị một cái đường thiệt là dài cho mình, rồi diễn đề kiến thức mình đi qua quá nhiều thì có phải câu của mình lớn không? Đúng không ạ? Đúng không? Có phải là mình đi càng nhiều năng lượng càng phải sinh ra lớn không ạ? Nên là đường chuyển càng dài thì công càng lớn. Đúng không ạ? Thứ nhất, lực càng lớn thì công lớn. Đôi chuyển càng lớn thì công lớn. Nhưng chú ý ở chỗ này, lực và đề, góc hợp với lực và đề. Giờ hỏi mọi người, kéo bàn nằm ngang, kéo dậy nha. Để bàn kéo dậy. Thôi kéo dậy mọi người ơi, kéo dậy ha mọi người. Cái này kéo. Giờ giả bộ mọi người ơi, kéo dậy nha, kéo bàn dậy. Với lại kéo bàn theo phương xuyên này, thì kéo bàn kiểu nào đỡ tốn năng lượng hơn? Kiểu nào bạn? Phương nào bạn? Theo phương nào biết không? Phương phương nào cần nhiều năng lượng hơn các bạn? Phương nào? Phương ngang có nhiều năng, có nhiều công hơn. Vì sao? Hàm này hàm gì đây? Cos. Theo phương ngang á thì F với là góc alpha mấy biết không? Không. Cos không mấy? 1 tầm 1. Vậy bây giờ thầy kéo thêm một phương nè. Thầy muốn kéo đi theo phương ngang. Giờ thầy kéo thẳng đứng được. Được. Kéo thẳng đứng đâu có đi. Nó đi theo phương ngang không? Không. Vậy thì việc thầy kéo thẳng đứng vậy nè mọi người, nó có thực hiện miếng cong nào không? Không. Mà khi kéo thẳng đứng mọi người ơi, góc anh thoa mấy độ? 90 độ. Mà góc này 90 vậy thì cos 90 là mấy? Không, ok. Thấy chưa các bạn? Thôi nha mọi người. 1, 2, 3. 3 là cái bản này nó sẽ giải thích về mặt góc. Kéo, đẩy kiểu nào dễ nhất? Đẩy cái nào dễ nhất? Không phải đầu. Cái nào các bạn? Cái này nè. Góc nó nhỏ mọi người đẩy thì rất dễ. Đúng không bạn? Đúng rồi, và đặc biệt dễ nhất khi nó nằm đâu mọi người ơi? Khi nằm đâu bạn? Nằm ngang luôn. Vì khi góc không thì bằng mấy bạn? Không bằng, bằng 1. Nhưng bây giờ muốn kéo đi theo ngang mà lực tác dụng là theo phương thẳng đứng thì nó có đi ngang được không? No. Không đi ngang được. Nghĩa là không bằng mấy? Bằng không. Đúng rồi, ok. Rồi ok. Vậy ở đây mọi người, từ yếu tố này mọi người nhìn đây mọi người. Nhìn lại đây. À, trong đề cương mọi người sửa chữ D, chữ S, chữ D là cái này. Sửa chữ S, chữ D là cái này. Sửa chữ S, chữ D. Sửa chữ S, chữ D. Rồi hình ảnh đây các bạn. Một bà đang kéo vali đi trên đường. Vậy thì công của bà này bằng gì mọi người ơi? F nhân gì các bạn? Độ di chuyển D nhân cho cos alpha. Nghĩa là ở đây cái F nhân cos này có phải là lực theo phương các bạn? Phương là di chuyển không? Nghĩa là cái công này là cái công khiến cho chúng ta di chuyển được. Đúng không bạn? Rồi vậy bây giờ mình sẽ có những yếu tố đặc biệt như sau. Như thầy nói á, lực này là do ai? Do ai mọi người? Do mình gây ra. Thường lực này có một giá trị nhất định. Đôi chuyển cũng vậy. Có một thứ có ảnh hưởng rất nhiều đối với tác dụng công này. Nó là thằng nào mọi người? Thằng góc alpha. Rồi nghe đây. Nếu alpha sẽ có các trường hợp như sau mà. Nếu alpha nhỏ hơn 90 độ. Góc gì vậy? Nó là góc gì rồi? Góc gì? Góc nhỏ. Có phải nếu như mình đang đi về phía này thì cái lực này đang cố gắng giúp chúng ta kéo vật này đi không? Đúng không bạn? Nên khi alpha nhỏ hơn 90 độ á thì dẫn đến cái cos sẽ luôn luôn sao bạn? Cos luôn luôn như bạn? Cos alpha. Đóng cos này luôn luôn là dương. Nên khi đó công chúng ta là một công như bạn. Một cái công là công cùng dương. Đúng không bạn? Và khi cái hướng đường đi là hướng này mà lực chúng ta cũng đang có xu hướng theo hướng đó, cái lực này đang giúp vật chuyển động. Đúng không ạ? Nên người ta sẽ gọi nó với một cái tên ở đường bấm điện thoại nữa nè. Đường bấm điện thoại nữa. Và cái lực đó người ta gọi cái công này ha mọi người gọi là công phát động các bạn. Người ta gọi công này là công phát động. Mình nhớ tên gọi nha mọi người ơi. Công này nó gọi là công phát động. Nghĩa là nó khiến cái vật này phát động di chuyển. Đó rồi, ok. Rồi, ngược lại. Nghe.
Nếu như cái góc này nó không nhỏ hơn 90 mà nó lớn hơn 90, nghĩa là sao vậy? Thằng này đang cố gắng đi về phía trước, nhưng có một thằng quỷ góc tù à, hướng sao người ơi? Hướng ngược mà vậy. Vậy nó có giúp gì mà đâu? Cái lực này có giúp mình đi chứ không? Có không bạn? Không. Đúng không người? Mà mình biết rồi mọi người ơi, cost của một góc tù là một giá trị gì các bạn? Âm. Nên dẫn đến trường hợp lúc này công của ta có giá trị gì các bạn? Âm. Và khi đó người ta không gọi đây là công phát động, mà nó nói với một cái tên khác là công gì các bạn? Công cản. Nó cản trở chuyển động rồi lại. Các bạn, công này là công cản. Và trường hợp đặc biệt nhất là alpha bằng 90 độ vô dụng. Đúng không bạn? Muốn đi ngang mà điểm ngực thì kéo thằng này lên trên. Không tác dụng gì không? Không. Nên lúc này công bằng mấy các bạn? Lúc này công bằng mấy? Lúc này công bằng mấy các bạn? Công bằng không. Vật không sinh công. Được chưa? Nên do đó các bạn nhớ cho mình ha mọi người ơi. Đây là ba tên gọi. Công phát động là cái công giúp chúng ta di chuyển theo hướng đường đi. Công cản là cái công cản trở việc di chuyển mình theo hướng đường đi. Và công bằng không thì là vuông góc. Lực mà vuông góc di chuyển chắc chắn bằng mấy bạn? Bằng mấy? Bằng không. Ok. Được chưa mọi người? Rồi. Rồi giờ ví dụ. À, mình vẫn lấy trường hợp nằm ngang các bạn. Một bậc phê phương nằm ngang đang bị kéo đi. Rồi, một bậc các bạn theo phương nằm ngang, nó đang bị một cái lực nào đó kéo đi, khiến nó đi về phía trước. Bậc này chịu mấy lực? Bậc này chịu mấy lực? Ba lực, cái gì là ba lực? Mấy lực? Tính luôn mà sát thì 10, mấy lực các bạn? 4. Thứ nhất nó đang bị kéo đi phía kia, nên nó có một cái lực là lực gì các bạn? Lực gì đây? Lực kéo. Được chưa? Lực hai lực gì các bạn? Thứ hai là? B. Trọng lực B. Thứ ba là? Phản lực N. Thứ tư là? Lực ma sáng. Rồi mình ghi lại công thức công. Giá bộ đọc công thức cho nghe được không? A thì đọc lại mọi người. A bằng F nhân D nhân có sóng hợp bởi F và D. Rồi nghe. Vậy bây giờ nghe các bạn. Vậy lúc này trong bốn thằng này đâu là những lực có thực hiện công? Trả lời. Nào có thực hiện công không bạn? A kéo bắt công. Nào có công nữa? Mà sẽ thằng nào không công? Rồi với B, đây là diễn đi chứ sao biết nữa B không công? Bởi vì sao các bạn? Đang đi về phía trước mà N với B bắt buộc nó phải vuông góc mặt đường. Mà vuông góc thì cốt là cốt mấy độ? Cốt mấy? Cốt 90. Cốt 90 mà không à, ok. Rồi trong hai thằng này đâu là công cản, đâu là công phát động? Công phát động là công nào? Em kéo. Công cản là công nào? Phá sát được không? Giờ ví dụ ứng với F kéo thì góc alpha bằng mấy độ? 0 0 0. Mấy độ? 0. Suy nghĩ nha. Cái góc hợp bởi F và D là 10 là góc alpha á. Trong trường hợp F kéo góc mấy độ vậy? Mấy độ? 0 độ đúng không? 0 độ thì sao? Đang kéo về hướng này mà đường đi cũng vậy luôn, góc bằng 0. Nhưng F ma sát góc bằng bao nhiêu độ? 180. Bao nhiêu vậy bạn? 180 độ. Bởi vì lực thì hướng vậy, nhưng đường đi hướng sao bạn ơi? Hướng về phía trước, nguyên góc vuông này là 180. Được chưa? Được chưa? Rồi ok. Rồi một ví dụ nữa. Thôi đừng nhảm nữa. Một ví dụ nữa nha. Bây giờ một vật đang được buông rơi từ trên một mặt phẳng nghiêng rơi xuống. Đỡ bạn, chịu mấy lực? Nó đang rơi mặt phẳng nghiêng rơi xuống nè.
đây cái đường đi nó rơi rơi từ trên rơi xuống, nó đang được thả rơi nè, không ai kéo nữa. Máy lực các bạn, à, này đi. Máy lực các bạn, đâu có kéo ra mà xong bốn rồi. Máy ba lực mà giải cầu. Đúng rồi. Vậy đầu tiên là gì các bạn? Đầu tiên là lực gì các bạn? Trọng lực B. Thứ hai là lực nâng. Thứ ba là ma sáng. Rồi sai rồi cũng sai. Đâu là các lực thực hiện công? Lực nào thực hiện công? Ma sáng, chính xác. Thực hiện công là ma sáng. Lực nào thực hiện công nữa? Ủa mắc gì B? Ủa sao đây không B đó thực hiện công đâu? Có không? B có thực hiện công các bạn? Có không? Có. Bởi vì góc hợp bởi lực B này và độ di chuyển lúc này có phải là 90 độ đâu? Không, là góc này nè. Vậy thì có B. Nhưng có một thằng vẫn câu bằng không thằng nào các bạn? Thằng nào câu của bằng không? Biết kiểu. Ok. Thôi nói tình tình đi. Rồi tiếp mọi người ơi, tiếp. Tiếp. Bây giờ tiếp mọi người ơi. Thôi. Bây giờ mọi người ơi, mọi người. Vậy lúc này câu nào là câu cản? Câu là câu cản. Em là sạc. Em là sạc. Câu nào bắt đầu? B B cái gì? Không kéo nè, bộ không kéo. Ok mọi người. Rồi xong. Rồi tôi kéo mọi người ơi. Chỉ đơn vị của công là Joule nha, không nói nữa. Rồi nhớ công thức này chỉ áp dụng cho lực chuyển thẳng và lực không nổi. Hai là gì mọi người ơi? Điểm đặt là đường thẳng và không nổi. Công thức này giống nha. Điểm đặt là đường thẳng không nổi. Ở đây cụ thể là không đổi cả chiều luôn nha các bạn. Đi số 4 á. Gì? Ở phần 4 á, đơn vị của công á. Highlight không? Chưa làm ví dụ. Rồi bây giờ tiếp. Rồi vậy công thức đầu tiên mọi người nhớ nha các bạn. Bài này cũng ít công thức lắm mọi người yên tâm ha. Rồi đầu tiên vậy mọi người nói lại, công là đặc trưng cho cái gì? Nói lại công đặc trưng cho cái gì vậy? Nói khen học. Công đặc trưng cho gì các bạn? Cho gì các bạn? Năng lượng cơ học hay là cơ năng. Đúng không? Có sự thay đổi công nghĩa là có cơ năng. Được chưa các bạn? Nói lại ha, ví dụ mình ném viên phấn từ đây đây thực hiện công như viên phấn, tí nữa viên phấn biến thành động năng di chuyển, được không ạ? Rồi tiếp tục mọi người ơi, vậy nhớ công là đại lượng đặc trưng cho năng lượng cơ học và công được xác định bằng công thức A bằng F nhân D nhân chân cos. Nhớ hình ảnh này chưa? Được chưa? Công thì có ba loại, có hai loại công, một là công phát động, hai là công cản. Công bắt đầu là giúp vật đi theo hướng ban đầu. Công cản là công nắp cản trợ di động của vật. Rồi ngoài ra mọi người đi thực hiện công việc, nếu như về công việc mà đó mọi người công việc thì sẽ có người thực hiện công việc sao bạn? Nhanh, thực hiện công việc chậm, giúp người chạy deadline vậy đó mọi người. Còn có người chạy rất lẹ, có người mãi cũng không chịu gửi bài về. Đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Ý là mọi người hiểu mà ha mọi người. Rồi vậy giờ để đặc trưng cho mức độ thực hiện công việc á, mọi người nào mốt mọi người cứ coi á, để với cùng một khối công việc như vậy, vậy làm sao để biết được là ai làm lẹ ai làm chậm? Người ta đưa ra được một cái khái niệm mới gọi là công suất. Đó bạn, công suất ở đây là gì ha mọi người ơi? Công suất đó là tốc độ thực hiện công các bạn. Đặc trưng cho tốc độ thực hiện công. Đó rồi. Đúng rồi. Rồi công suất nè mọi người ơi, tốc độ thực hiện công. Hết phấn chắn. Rồi tiếp mọi người ơi. Vậy bây giờ công suất mọi người, công suất ký hiệu chỉ gì mọi người ơi?
cái gì là chữ bề hòa. Rồi và nghe đây, tốc độ hả, tốc độ nói tốc độ bằng gì đó, tốc độ bằng gì các bạn, tốc độ v bằng gì, quãng đường chia thời gian. Thì công suất tốc độ hiện công mà, nên nó không bằng quãng đường chia thời gian nữa, mà nó sẽ bằng là công chia thời gian hết. Được chưa bạn? Công thời gian không có t đâu mày. Gì? T là thời gian, là dây, không có gì là dây. Và công suất các mọi người ơi, vậy đơn vị của công suất là gì các bạn? Công đơn vị là joule. Vậy thì đơn vị của công suất là gì các bạn? Joule trên joule các bạn. Joule trên dây hả? Khoan từ từ. Phải nhớ đơn vị trước đã mọi người. Rồi bớt quá rồi. Rồi vậy đơn vị của công suất là joule trên dây. Và người ta sẽ đặt 1 joule trên dây bằng 1 watt hả? Watt. Rồi bạn, 1 watt. Đơn vị ở đây là watt. Watt là gì? Thầy dây. Gì? Chun nhân dây nè thầy. Ủa thầy dây. Thầy mọi người gạch thầy dấu gạch xuống đây mọi người. Chun chia dây á. Chun chia dây. Rồi 1 watt là bằng 1 chun trên dây. Watt là đơn vị của công suất. Watt là viết tên của nhà khoa học, nhà kỹ sư James Watt đó bạn. Cái gì là động cơ hơi nước. Đừng nhầm lẫn nha, James Watt không phải là người đầu tiên làm động hơi nước nha. Không phải nha. James Watt là người đầu tiên đã cải tiến động cơ hơi nước, chứ không phải là đầu tiên chế tạo. Trước James Watt còn rất nhiều nhà khoa học chế tạo động cơ hơi nước rồi. Có điện xạm được thôi á. Có thể nào được rồi, chứ điện xạm không được thôi mọi người. Nhưng mà Trang quá là người đã cải tiến lên nó hả thầy? Rồi ok. Thầy có nói mệt không? Đừng nói nữa được. Thầy nói thôi. Rồi vậy thì các bạn bây giờ ngoài ra thằng công suất đó lại nha. Đơn vị của công suất là joule trên dây hoặc là watt. Rồi bây giờ công suất ở đây mình còn một số công thức khác để có tính nữa các bạn. Nghe đây các bạn. Thứ nhất, công suất bằng gì bạn ơi? A chia gì bạn? A chia cho T. Mà công thì bằng F nhân gì bạn? D. Nhân D. Đó. Giáp vậy. Ok, đây là D. Cos FD. Rồi nhân cos luôn đi hả? D. Đó là nhân cos luôn đi hả mọi người? Hợp với F là D. Cos alpha. Chia cho thời gian T. Rồi nhìn nè. Bây giờ nếu như là đường thẳng, di chuyển theo đường thẳng đi. Ví dụ chuyển động thẳng đều hoặc là thẳng biến đổi đều mọi người. Nếu đó là chuyển động thẳng thì cos bằng mấy? Cos bằng mấy? Cos bằng mấy? Chuyển động thẳng thì cos không bằng 1. Đó chuyển động thẳng thì ép chứ đường chuyển cùng hướng nhau. Cos không bằng 1. Vậy bỏ cos đi. Giả bỏ trước hết khỏi cos đi nha. Rồi bây giờ mọi người hãy nhìn nè. Thì nếu như bằng F nhân D nè mọi người, chị thấy đây D chia T thì bằng gì biết không? D chia T bằng gì vậy? Bằng bằng V nên sẽ bằng là F nhân cho V. Mà chưa đủ. Nói V cũng không chưa đủ mọi người. Độ chuyển chia thời gian phải gọi là V gì? Tốc độ. Vận tốc như bạn, D chia T vận tốc như bạn rồi. Vận tốc trung. Trung bình nè mọi người. Nhớ không vậy? Độ chuyển chia thời gian là vận tốc trung bình. Do đó ở đây ha, trong chuyển động thẳng ngoài ra mình còn có một công thức gọi là công thức công suất trung bình trên cả đoạn đường sẽ bằng là F nhân cho vận tốc trung bình. Được rồi. Mở ngoặc ghi chỉ áp dụng cho đường thẳng. Ở bên dưới mối liên hệ với công suất là có chữ chỗ chỉ áp dụng cho chuyển động thẳng nha mọi người, nhớ dùm nha. Công thức này chỉ áp dụng cho chuyển động thẳng mà thôi nha các bạn. Im đi, đừng có mắng. Yeah.
chỉ ô dưới nè, bị hức ép công suất của mình bằng ép nhân V trung bình. Khả lâm chơi trợ. Rồi nhớ nha, chỉ áp dụng cho chuyển động thẳng nha các bạn. Tiếp. Thôi nghe đi. Đúng vậy không? Đúng vậy. Đúng vậy. Mày nhớ được không vậy? Đúng vậy. Đúng không? Tao nói đếm không đủ. Tao nói nó. Rồi bây giờ tiếp mọi người, công suất tức thời. Bây giờ công suất không nói trên một cả một cái đại thì cả một cái đại người ta gọi là công suất trung bình. Nhưng bây giờ công thức tức thời, công thức của nó sẽ là V y chang thôi mọi người. Tuy nhiên lúc này không phải V trung bình nữa mà là V gì các bạn? V tức thời. Nhưng nếu như để tổng quát lên, nếu như cái lực của mình không phải là đường thẳng đi thì bây giờ sẽ có thêm một cái dấu để nhận biết, nó sẽ là tức vô hướng của F và V tức thời. Tức vô hướng của F và V. Còn nếu là đường thẳng thì cần vô hướng gì không? Còn các bạn, nếu đường thẳng thì sao mọi người? Đơn giản rồi, nó chỉ là sao mọi người? B bằng F nhân V mà. Nếu đường thẳng là V. Nếu đường thẳng, còn nếu như mọi người ở đây là không phải đường thẳng, nó là một cái góc nào đó thì mọi người nhớ có thêm cái vô hướng. Mà vô hướng thì chỉ cần nhân thôi chứ bạn. Cái cos là sao? Rồi sao nha mọi người ơi, rồi bây giờ các bạn chuẩn bị ví dụ. Rồi mời mọi người mở cho mình trang số 10 câu số 1. Khoan ví dụ nha, ví dụ công suất của tờ đi. Câu số 1, xác định công uẩn lực trong các tình huống sau. Nó có A, B, C, D, E, F, G, H, I. Có câu rồi, làm hết câu này. Làm hết câu này về cho. Không có dở. Thôi ghi trước đi. Rồi mình đọc đề trước mọi người ơi. Mình hướng dẫn mọi người từng câu một trước nha. Trang số 10. Thôi đừng có nhảm gì nữa. Thầy đừng có kêu phải làm đúng. Mày cứ bút đại đâu tối vô đi, mày ghi là ngoài đâu không nó quá cứ chèn lên đâu nó đưa số cuối cầu đồng hồ Thank you.
Nói lại, mọi người ơi nói lại nha. Đầu tiên ha mọi người, công thức tính công bằng gì vậy bạn? A bằng gì đây? F nhân cho D nhân cho cos góc hợp bởi F và F gì vậy bạn? F và D. Chú ý rằng trong trường hợp này mình chỉ xét trường hợp vật không đổi chiều. Nếu có nhiều giai đoạn thì nó sẽ cộng từng khoảng công lại với nhau. Rồi thứ hai nghe mọi người ơi, ở đây mình sẽ có hai loại công. Nếu như công dương ta gọi là công gì bạn? Công gì bạn? Công này là công gì bạn? Công phát động. Còn công âm gọi là công gì bạn? Công cản. Được chưa? Rồi trong tình huống nhiều giai đoạn, nhớ này, nếu nhiều giai đoạn thì ta sẽ cộng gì các bạn? Từng giai đoạn lại ta được công toàn phần. Rồi bây giờ mọi người coi câu số 1. Trang mấy vậy? Trang 10. Rồi câu câu A. Những câu ví dụ đầu tiên mình làm trước bạn coi thử nha. Rồi câu A. Vật M bằng 5kg thả từ độ cao 4m xuống một hồ nước sâu 2m, xác định công của trọng lực. Rồi hồ nước. Rồi nó đang hồ nước đang cao nhiêu mét các bạn? Mấy nhiêu ạ? À? Ấy là độ cao là nhiêu mét các bạn? 4m. Và nó rơi sâu xuống hồ nhiêu mét các bạn? 2m. Được chưa? Và nó bảo là một vật đang được thả rơi, nó kêu tìm công của trọng lực. Trong trường hợp này ta ghi A, B, ký hiệu công của trọng lực. Nhớ nha, A kèm với lực bên dưới gọi là công của trọng lực. Rồi bằng bằng gì? Mới vào chúng ta nên trình bày thật kỹ để chúng ta xét được góc đúng. Cái khó nhất ở phần công này là cái thằng này nhé bạn. Nhớ nè. Vậy công trong trọng lực B bằng gì mọi người? Đọc lại hình này ha. Bằng gì bạn? B nhân gì bạn? D nhân cho cos hợp bởi B và D. Rồi mình nhìn trên đây. Vậy nó đang rơi từ trên, đúng không? Rơi xuống. Vậy độ di chuyển của nó phải là đường màu vàng không? Phải không? Đúng không? Vậy trọng lực hướng sao bạn? Trọng lực hướng sao? Hướng từ trên hướng xuống. Vậy lúc này góc hợp bởi B và D là bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ bạn? Bao nhiêu độ? Không độ. Vì B và D cùng hướng nhau. Đúng rồi. Vậy ở đây cos không mọi người, góc này là bằng không. Nên cos không bằng 1, ta ghi bằng B nhân D. Rồi trọng lượng 5kg thì B là bằng gì bạn? M nhân gì bạn? Nhân G nhân cho nhân D. Rồi thay số vào, khối lượng là 5, G là 9.8. Ủa còn D là mấy? D là mấy bạn? Được, được. Rồi, đây là mấy mọi người? Chiều 6. Sao là chiều 6? 6. Gì các bạn? Từ trên rơi xuống và 4 cộng mấy? 4 cộng 2 bằng 6 mét. Mắc gì trên? Đúng không ạ? Ra gì vậy? 7 8 là 294. Bao nhiêu? 294 chùi. Câu B sửa đề là xác định công trọng lực. Câu B xác định công trọng lực. Bỏ chữ tổng cộng đi. Công trọng lực. Câu B đó, xác định công trọng lực. Hình dung được không vậy? Rồi, bôi nước cái nhẹ. Thay vì từ trên xuống, theo mọi người nghĩ nếu từ dưới lên thì công bằng mấy? Không. Trời ơi má ơi. Bây giờ giả bộ nếu như khiên vật từ dưới giếng dưới bể nước này
lên trên độ cao 4m thì công bằng mấy? Âm hay dương? Âm. Sao âm vậy? Sao âm đó mọi người? Bởi vì trọng lực B nó vẫn hướng sao các bạn? Vẫn hướng xuống. Nhưng lúc này đường đi là đường sao các bạn? Đi lên. Lúc này góc hợp bởi B và D là góc bao nhiêu độ các bạn? 180. Đúng không? Nên do đó khi nêm ngược lại từ dưới lên thì lúc đó nếu đi ngược lại hay ngược lại thì A sẽ bằng là trừ 2 trừ 2. Rồi nói thêm nữa nào. Rồi bây giờ cô B. Cô B nha. Cô B sửa lại. Xác định công của trọng lực mà người thực hiện được cho mình cái. Công trọng lực mà người thực hiện được. Đúng rồi, công trọng lực. Công của trọng lực thôi, bỏ người thực hiện đi. Xác định công trọng lực. Xác định công trọng lực. Cô B á, xác định công trọng lực thôi. Trường hợp này nó vẫn hỏi công trọng lực, mình lập hướng từ trên hướng sao bạn? Hướng xuống. Bây giờ bảo là công trọng lực giúp cho vật này nhấc một vật 6kg lên bao nhiêu mét? Nhấc lên mấy mét? Nhấc lên 1m. Và sau đó sao mọi người? Đi gì các bạn? Đi ngang mấy mét? Đi ngang mấy mét vậy? Đi ngang 30m. Vậy lúc này ta có mấy giai đoạn chuyển động? 2. Nên công ta không thể làm một lần cả hai luôn, mà ta phải làm gì các bạn ơi? Ta phải làm gì các bạn? Ta phải làm từng giai đoạn một. Nhớ chưa? Nhớ mọi người, nếu như có nhiều giai đoạn thì công sẽ bằng là tổng công của từng giai đoạn một. Được không các bạn? Được chưa? Rồi nhìn nè mọi người ơi, vậy cho mọi người coi coi. Vậy đối với giai đoạn đầu tiên khi đi từ dưới đi lên, lúc này công thức chúng ta vẫn là gì các bạn? B gì các bạn? B nhân cho gì đây mấy? D1 đi ha. Lúc này góc hợp bởi công góc hợp bởi lực B và độ di chuyển D1 bằng mấy giờ? Từ dưới lên, nhưng mà công hướng trùng là một hướng xuống, có bao nhiêu độ? Bao nhiêu các bạn? 180 độ. Được chưa? Đỡ bạn. Cộng. A bằng mấy? Công A2 bằng mấy? Công A2 bằng mấy? Công trọng lực có A2 bằng mấy? Công trọng lực bằng mấy? Nghe. Ở dạng 2 khi đưa ngang thì công trọng lực bằng mấy? Theo một điểm. Bằng mấy mọi người? Bằng mấy? Bằng mấy các bạn? Bằng không. Vì sao vậy? Vì sao? Đi ngang nhưng lực là lực gì? Thẳng đứng. Vậy thì công và lực di chuyển lúc này như thế nào nha các bạn? Lực và lực di chuyển đó thì như thế nào với nhau các bạn? Vuông góc. Vậy lúc này góc bao nhiêu độ các bạn? Góc bằng mấy? 90 độ. Đúng chưa? Do đó ở đây mình phải là B nhân D2. Tuy nhiên đây là cos của bao nhiêu độ các bạn? Cos mấy ạ? 90. Cos 90 độ. Và cos 90 là mấy? Bằng 0. Vậy nguyên cái đống này bằng 0, còn lại thay số tính thành phần rồi. Rồi thay số vào.
B thì mình được nhiều 6 kg, 6 × 9.8. Đại 1 là 1 mét, cos là trừ 1. Còn mấy rồi? Thay số vào đây. Mình cao phê ta, trừ mình cao phê ta. Công bằng đúng không? Nâng lên mà, cầm lực nó phải cản. Cách 1. Rồi xong ha mọi người. Được vậy? Ok không? Chứ được không vậy? Được vậy? Được không? Được vậy? Được không? Rồi ok nhìn các bạn. Bây giờ cách 2. Vì ở đây trọng lực có đổi không? Có đổi không? Trọng lực đổi các bạn? Không đổi. Nên bây giờ mình làm cách 2 như sau mà nghe. Bây giờ mình làm cách 2. Nhớ nha, cách này chỉ đúng trong trường hợp lực không đổi nha mọi người. Nhớ nha, cái lực mà đổi chiều cái sai liền. Vậy nhìn các bạn. Vì không đổi nên ban đầu bản chất của A bằng gì mọi người biết không mọi người? Công trọng lực A bằng gì các bạn? Bản chất của hàm cos của FD cos chính là gì các bạn? Tích gì các bạn? Tích gì? Tích vô hướng của F bằng một chuyển đề. Mà F đây chính là B không? Mình ghi B luôn nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi nhìn nè mọi người ơi, thì mới như chúng ta tổng hợp hai thằng này lại nhìn nè các bạn. Vậy độ dịch chuyển D khi đi từ dưới đi lên và từ lên đi ngang qua thì độ dịch chuyển tổng hợp là cái nào các bạn? Có phải là đường màu đỏ không? Này có phải chính là độ dịch chuyển tổng hợp không? Đúng không? Đúng không? Rồi vậy nếu bung ra. Đúng vậy. Nếu như bung ra thì có phải là được là bằng B nhân D nhân cho cos góc hợp bởi P và D. Rồi vẽ B, thằng B thì khó nhìn quá, thì vẽ ngay cái chỗ bắt đầu đi luôn cho dễ nhìn nè. Đây đi. Thì có phải thằng B là núi xuống không? Vậy góc hợp bởi hai này có phải là góc tù không? Đúng không vậy? Đúng bạn. Thì đặt góc này là góc ở góc beta thì. Đó bạn, có phải là cos của góc beta không? Đúng không mọi người? Đúng không? Đổi không? Có góc tù này, góc hợp bởi B nè. Vậy chuyển D này, nó là nguyên góc tù này. Ok. Mà mọi người học à, cos góc này bằng trừ góc kề bù chưa? Chưa. Bằng trừ cos góc kề bù chưa? Chưa. Biết này không? Rồi nhìn nè các bạn. Chuyên môn gì này? Toán học. Đạo lý. Rồi nhìn nè mọi người ơi. Bây giờ nếu như những người chưa biết á, mọi người thì ở đây trong toán học có một cái là nếu như hai góc kề bù nhau các bạn thì cos của góc bên này nó sẽ bằng trừ của cái góc bên trên. Được không bạn? Cos của góc beta này mọi người sẽ bằng trừ của cos alpha. Thì nó sẽ bằng đúng luôn là P nhân D nhân cho trừ cos alpha. Có ý kiến gì xuất hiện chưa? Rồi mà chúng ta mình ghi thêm ha mọi người. Vậy cos alpha bằng gì các bạn? Cos alpha bằng gì mọi người? Có phải đúng là bằng cái D1 không? D1 chia huyền là chia D không? Đúng không? Có phải D1 chia D không? Đúng không ạ? Giờ mình thay cái D1 chia D là vô nè. B nhân D nhân trừ D1 chia D. Có phải tự nhiên hai cái D của mình bị gì vậy? Hai D mình bị gì đây? Triệt tiêu nhau. Nó chính là trừ B D1. Đúng vậy? Đúng mà. Có phải là mọi người D với D bị mất nhau không? Có phải là trừ B D1 chính là cộng lại không? Nó có liên quan đến thằng A2 này không? Có không các bạn? Không liên quan gì cả. Đúng không ạ? Được không? Vậy nhìn chung thì là tích các kết quả nó khác nhau vậy các bạn? Không khác gì đó. Rồi đây là một hướng tiếp cận số 2 nè. Thank you.
sau sẽ có một kết luận riêng về thằng này nha. Rồi câu tiếp theo, câu D. Câu C để đó. Tự làm. Làm câu D. Sau khi cất cánh mấy phút? Không phải 5 phút, bao nhiêu giây vậy? 30 giây. Đó, thì một chiếc máy bay bay lên được bao nhiêu mét các bạn? Bay lên được 900 mét. Biết rằng đây là chuyển động nhanh dần đều, tìm công động cơ trực thăng. Trực thăng chịu mấy lực? Trực thăng chịu mấy lực các bạn? Mấy lực? Mấy lực ạ? Nó muốn bay lên phải có mấy lực các bạn? Hai. Một là lực gì mọi người? Một đó là trọng lực B, bởi vì nó có lượng. Hai, đó là nó muốn bay lên được thì nó phải có gì các bạn? Lực kéo của động cơ. Đây là lực kéo của động cơ. Vậy đề bài nó hỏi công của lực nào? Nó hỏi công trọng lực không? Không. Nó hỏi công lực nào các bạn? Động cơ. Được chưa? Vậy bây giờ mọi người nhìn đi. Bây giờ mình ghi công thức trước thôi. Vậy công của động cơ mọi người ơi, công của F động cơ thì bằng gì các bạn? Bằng gì là công thức mọi người ơi? Bằng F động cơ. Đâu có gì B. Đó là động cơ rồi đó mọi người. Nhân gì các bạn? Nhân cho D. Nhân cho cos hợp bởi F và gì các bạn? F và D. Không là dễ quá. Cos thì quá dễ. Cos bất máy biết không? Cốt máy đổi không? Cốt máy mắc gì 108. Nó đang bay từ dưới bay lên mà. Đúng không? Nó đang bay từ dưới bay lên. Vậy thì lúc này cái lực này và cái chiều D này như thế nào với nhau? Như thế nào với nhau? Cùng chiều thì cốt là cốt máy. Cốt không. Đúng bạn, cốt là cốt không không? Mà độ cao mình có chưa? Có chưa? Có chưa? Có rồi. Vậy thiếu gì? Thiếu hả bạn? Thiếu thằng F động cơ. Vậy quan trọng nhất là tìm F động cơ. Tìm được không? Tìm được không? Rồi nhớ không? Nhớ nó tìm không? Nhớ mới lạ. Nhớ không Lê Thanh? Bây giờ có lực giờ tìm trọng lực B tìm sao? Rồi giờ muốn tìm lực thì phải dùng gì tìm lực bạn? Dùng gì tìm lực? Định luật mấy mọi người? Định luật 2 Newton. Rồi nghe. Qua chương này ta giảm thiểu bước làm. Ta chiếu thẳng vào một phương luôn. Nghe không? Đó, cái gì đó này. Bây giờ mọi người nhìn nào mọi người. Vậy bây giờ quan trọng nhất, độ di chuyển mình có chưa vậy? Có chưa? Có rồi, 900 mét. Góc chúng ta có luôn rồi. Quan trọng nhất tìm lực. Bây giờ để tìm lực, thay vì ta ghi phép chiếu cái kiểu tổng lực bằng MA thì ta làm lẹ nha. Làm lẹ. Bây giờ định luật 2 Newton theo chiều máy bay. Theo chiều bay. Mà chiều bay là chiều sao bạn? Chiều bay chiều nào bạn? Hướng gì bạn? Hướng lên. Rồi gì nè. Đây là chuyển động nhanh dần đều. Được chưa? Được chưa? Vậy là theo chiều hướng lên. Vậy thằng nào cùng chiều dương thì dấu cộng, thằng nào ngược chiều dương dấu trừ. Được không? Vậy thì bây giờ mình có với bạn. Tổng lực bằng A. Chiếu lẹ đây mọi người. Chiếu. Đầu tiên F động cơ dương không? Dương. F động cơ dương không bạn? Dương vậy ta có cộng F động cơ. Đúng không? Được. Rồi thằng nào âm vậy đây? B âm. Nên mình có là
trừ b bằng gì mọi người? Bằng gì? Đây là chuyển động nhanh dần đều bên trên nên nó sẽ bằng là như này m nhân cho a bên trên. Vậy từ đây suy ra được F động cơ của chúng ta bằng gì các bạn? Bằng gì đây? MA cộng M. Đúng không? Hay mình rút luôn đi. Bằng M mở ngoặc sao bạn? A cộng M. Ôi quan trọng nhất điểm gì? Tìm gì? Tìm A. Tìm A tìm được không? Tìm được không? Được. Bay cao nhiêu 900 m trong thời gian 30 giây kể từ lúc bắt đầu cất cánh, nghĩa là ban đầu ở dưới này vận tốc bằng mấy? Nó bằng mấy bạn? Bằng mấy? Cất cánh được khoảng 5 phút là bằng mấy mọi người? Bằng không. Tiền gia tốc được không? Chưa. Rồi tiền gia tốc đi các bạn. Đó, vậy là quan trọng với tiền gia tốc à. Rồi bây giờ tìm lớp A đi mọi người. Bài này lồng ghép những kiến thức của chương trước nha. Về co lại công thức gia tốc các bạn. Tìm gia tốc tìm sao đây? Đâu cần vận tốc chi đúng không? Đấy là cần một xíu. Do vận tốc tàu bằng không tìm sao con? Tìm sao? Bằng 2 cho mình. Đúng không? Mình có quãng đường đi chưa? 900 mà vận tốc đầu bằng 0, vậy V0 bằng mấy? Bằng 0. Vậy có phải chúng ta có độ cao h bằng gì các bạn? 1 phần 2 nhân g bằng g, nó gia tốc bay lên trên mà là gì các bạn? A nhân cho t. Đúng chưa? Mà h mình có chưa các bạn? Có đồ là nhiêu ạ? 900. Đúng không bạn? Đúng chưa? Hoặc ở đây mình ghi mình thế vào đây nha mọi người ơi. Từ đây chúng ta suy ra được ở đây có phải là bằng M mở ngoặc 1 người tính thẳng, 2 người có thể lồng đi tính luôn. A là bằng như vậy, chuyển vế qua có phải là bằng 2H chia T bình không? Đó, có phải là 2H chia T bình không? Đó, vì H và 1H A T bình kìa. Đó, cộng cho L. Rồi, thay hết số vào tìm lượng thì thầy cái gì? Như tờ tính là như như là g g g người lấy ra lấy 10 thôi mọi người. Hả? Cả. Đây đây chúng ta nào đây? Thôi lấy 10 đi, tự lấy 10 để bán cái gì? Lấy giày. Đổ ra giày mà, độ cao là mét mét trên giày chứ. Bao nhiêu các bạn? 72.000 nếu mọi người lấy g mọi người nha. 72.000 như tên. Xong. 72.000. Được không vậy? Được không vậy? Được không? Chắc không? Rồi, vậy tôi suy ra giá trị của công với mọi người ơi. Tính công của bạn thay vào công thức trên. F động cơ bằng F nhân cho đường chuyển D nhân cho cos 0 bằng 1. Rồi, thay số rồi thôi. 72.000, độ cao là 900. Máy giờ gì vậy? Đúng giờ, đúng giờ, đúng giờ. Đúng giờ. Số 24 triệu 200 nghìn. Sao nhất không thức được? Học cái giờ thì cũng chưa thấy không thức. Rồi bây giờ về học lại cái tuần sau trả lại đi. Nhớ nhà chịu 6 triệu 800 nghìn. Bao nhiêu vậy? 64 triệu 800 ngàn. Quá lớn. Mấy bài đổi. Đó là mega chun. 64 triệu 800 ngàn. Rồi, đọc đâu? Hay quá. Đúng giờ, đúng giờ. Đúng rồi. 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 Đúng
Đó một câu này là nó lồng giữa cái phần động học và cả động vật học luôn. Chứ lên Triệu Dương bay em cứ lên đó. Bay bay lên đúng không? Chứ Triệu Dương thằng nào thì Triệu Dương nhóc cầu. Triệu Dương nhóc trời. Ép động cơ với bên nào Triệu Dương. Đúng không? Đúng không? Mời ngài cho mình nè. Rồi làm cho thầy câu C và câu E. C, E. Rồi làm đi, làm xong rồi. Ai không trước vậy trước? Câu C với câu E. Rồi tập làm cho quen mọi người ơi, hôm sau mình có nhiều thời gian để làm bài đâu, tối lên. Công lực nâng nha bạn, chứ phải công trọng lực nha. Nào đi có trọng lực ký vô đầu á.